MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến hồn U Linh tập 246. Tiêu Phàm nghe được cái kia hét giận dữ thanh âm, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại lộ ra vẻ mong đợi ý tứ. Thần ma táng thổ năm đại ma thành, bị hắn tiêu diệt 4 cái, thành chủ cũng bị hắn tiêu diệt 3 cái, bây giờ chỉ còn lại có ám giả ma thành cùng ám giả ma tôn. Không cần nghĩ cũng biết, chủ nhân của thanh âm này, hẳn là ám giả ma tôn. Khí thế của nó, không biết so trước đó diệt hết phong ma tôn cùng quỷ ảnh ma tôn bọn họ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nhị tinh ma tôn, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi run lên, dựa vào hắn mình, đừng nói nhị tinh ma tôn, chính là nhất tinh ma tôn, cũng không khả năng đối đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể ỷ vào đệ lục thần vệ doanh. Nếu như đệ lục thần vệ doanh có thể diệt đi ám giả ma tôn, đó là không thể tốt hơn nữa, có lẽ, hắn nhất cử luyện hóa nơi này tất cả dị ma trên người khí số, có thể đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ cũng khó nói. Từ khi tiến vào Thiên Hoang thần các, Tiêu Phàm kiến thức quá nhiều thánh đế cảnh cao giai, cùng thánh tôn cảnh cường giả. Hắn cái này thánh đế cảnh trung kỳ cảnh giới, thực sự quá yếu. Cũng may hắn mượn nhờ phân thân thái cổ, miễn cưỡng có thể đủ cùng hạ phẩm thánh tôn một trận chiến, bằng không mà nói, hắn an toàn căn bản không có cái gì bảo hộ. Theo cái kia tiếng giống giận vang lên, kinh khủng hung uy từ ám giả ma thành chỗ sâu truyền đến, Thần Phong cùng Cửu U Ma Toan tất cả đều bị chấn động trở về. Tiểu tử, chúng ta đi mau. Cửu U Ma Toan gầm nhẹ một tiếng, đối mặt nhị tinh ma tôn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Dù sao, hắn nhưng là bị phong ấn lấy thực lực, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tiêu Phàm không để ý đến Cửu U Ma Toan, mà là nhìn về phía Thần Phong nói có thể địch. Thần Phong do dự 3 hơi thời gian, cuối cùng gật đầu một cái, nói, ngăn được, nhưng giết không chết, nếu như còn có mặt khác ma tôn, rất phiền phức. Thần Phong lời nói rất ngắn gọn, nhưng Tiêu Phàm lại hiểu hắn ý tứ. Giết chết ám giả ma tôn, đệ lục thần vệ doanh làm không được, tối đa chỉ có thể ngăn được mà thôi. Nếu như ám giả ma thành không chỉ ám giả ma tôn một cái thánh tôn cảnh, vậy bọn hắn liền phiền toái, đến lúc đó trốn đều chưa chắc có thể trốn được. Cái kia ám giả ma thành, còn có mặt khác thánh tôn cảnh sao? Tiêu Phàm hít hai mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Ta không biết rõ, Thần Phong lắc đầu. Tiểu tử, chúng ta vẫn là đi mau đi, vạn nhất ám giả ma thành, còn có mặt khác thánh tôn cảnh đây. Cửu U Ma Toan cũng không muốn bồi tiếp Tiêu Phàm cược. Một mình hắn ngăn lại một cái hạ phẩm thánh tôn, đã là cực hạn, tầm thường nhị tinh ma tôn, dưới tay thế nhưng là có 2 cái hạ phẩm ma tôn, đây chính là dị ma ma thành phù hợp lực lượng. Tiêu Phàm có lẽ cũng có thể ngăn được một cái nhất tinh ma tôn, có thể mặt khác thánh đế cảnh dị ma đây. Đến lúc đó bọn họ bị ma tôn ngăn chặn, mặt khác dị ma từ từ thôi đều có thể đem bọn hắn mài chết. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn chăm chú ám giả ma thành chỗ sâu, lại là thật lâu chưa từng nhìn thấy ám giả ma tôn xuất hiện, chỉ có một cố cường tuyệt khí tức đang quay cuồng. Đột nhiên, Tiêu Phàm nở nụ cười, nhìn chăm chú Cửu U Ma Toan nói, thua thiệt ngươi chính là thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú, nhát gan như vậy sợ phiền phức. Cửu U Ma Toan tức giận gầm nhẹ, nhưng hắn xác thực sợ chết, cũng không cái gì tốt phản bác. Hôm nay không diệt thành này, thề không bỏ qua. Tiêu Phàm đột nhiên kiên định phun ra một câu, dẫn đầu nắm lấy vô tận chi nhận giết tới. Thần Phong cùng Cửu U Ma Toan vẻ mặt nghiêm túc, sau một khắc, bọn họ bên tai truyền đến Tiêu Phàm lời nói, nếu như ám giả ma thành ở chỗ này, hắn đoán chừng đã sớm xuất hiện, không cần chờ tới bây giờ. Bây giờ ám giả ma thành, đừng nói càng nhiều ma tôn, ngay cả ám giả ma tôn đều không ở, hiện tại không diệt ám giả ma thành, chờ đến khi nào? Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao ám giả ma thành bên ngoài nhiều như vậy chiến đấu, nơi này vẫn như cũ thờ ơ. Nguyên lai, ám giả ma thành, sớm đã trở thành một tòa thành không. Không, chuẩn xác mà nói, ma tôn cảnh cường giả toàn bộ đều rời đi, chỉ còn lại có một chút ma đế cảnh dị ma. Giết, nghĩ rõ ràng trong đó tất cả, Cửu U Ma Toan lại trở nên tự tin lên, gia hỏa này, cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Thần Phong cũng không do dự nữa, ra lệnh một tiếng, đệ lục thần vệ doanh lần nữa triển khai đột sát. Ám giả ma thành mặc dù xem như một tòa thành không, nhưng dù gì cũng có 1 đến 2 vạn dị ma lưu thủ, hơn nữa cũng là thánh đế cảnh. 1 đến 2 vạn thánh đế cảnh dị ma, ẩn chứa khí số, là cực kỳ khủng bố. Theo những cái kia khí số nhập thể, Tiêu Phàm thể nội khí số rốt cục đạt đến một số không giới điểm, hắn vội vàng lấy ra thái cổ phân thân vì hắn hộ thể, mà chính hắn lại bắt đầu vận chuyển vô tận chiến điển, chuẩn bị đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ. Muốn đột phá, xa xa Lạc Vô Thương giấu ở cổ lâm, hoàn toàn không dám ló đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị ở ám giả ma thành đột phá, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiêu Phàm dám ở ám giả ma thành mạnh mẽ đâm tới, đã để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng cái này còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng, có chút cường giả, đột sát một thành cái gì, cũng là có thể làm được. Nhưng hắn còn chưa từng nghe nói qua, có người có gan ở dị ma đại bản doanh đột phá, vạn nhất có người quấy rầy, đây chính là sẽ chết không có chỗ chôn a. Không chỉ Lạc Vô Thương kinh ngạc, ngay cả Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong đều cực kỳ không bình tĩnh. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, bọn họ chém giết dị ma tốc độ lại không chậm mảy may, ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ. Lúc này, khoảng cách ám giả ma thành bên ngoài mấy vạn dặm, có một đầu lối đi tối thui, trong đường hầm đen kịt, không ngừng có người xuyên thấu mà đến. Mà ở thông đạo phụ cận, lại là đại chiến không ngừng, vô cùng kịch liệt, một đám cường giả đánh thiên băng địa liệt. Ám giả, ngươi tới thật đúng lúc, ngăn chặn bọn họ, chờ người của chúng ta từ cái kia đưa đầu vào, nhất định có thể đổ những người này, đến lúc đó, Liễu Lăng đại nhân, chắc chắn trọng trọng có thưởng. Trong đó một cái dị ma ngửa mặt lên trời cười to nói. Bọn họ bị thiên hoang tu sĩ ngăn cản tại thông đạo bên ngoài, tiến thối lưỡng nan, lại không nghĩ rằng thời điểm then chốt, ám giả ma tôn mang theo hắn hai cái cấp dưới đuổi tới. Ám giả ma tôn ngăn lại thiên hoang tu sĩ, cho những cái này dị ma thông qua thông đạo cơ hội, một khi bọn họ thành công thông qua, thiên hoang hút khẳng định ngăn cản không nổi. Ha ha, vì Liễu Lăng đại nhân cống hiến sức lực, là ám giả phúc khí. Trong đó một cái toàn thân đen kịt, như giả xoa tu sĩ cười to không thôi, nhìn chăm chú đối diện ngăn cản hắn một cái hắc y thanh niên nói, thiên hoang tu sĩ, dám trọng thương Liễu Khuyết thiếu gia, đều đáng chết. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, khẳng định có thể nghĩ đến một vài thứ, hắn lần trước trọng thương Liễu Khuyết, vậy mà lai lịch không nhỏ. Những cái này nhị tinh ma quật dị ma, cũng là thay Liễu Khuyết báo thù. Không sai, đến lúc đó, bản tôn chắc chắn hướng Liễu Lăng đại nhân thay ngươi khoe thành tích. Đối diện ma tôn cũng không chút kiêng kỵ cười lớn. Nhưng mà, không đợi hắn cười xong, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng lại. Không tốt, chỉ thấy giả xoa bộ dáng ám giả ma tôn đột nhiên cười giận dữ một tiếng, có người công thành, mau theo bản tôn về ám giả ma thành. Nói xong, ám giả ma tôn không tiếp tục để ý đối diện thiên hoang tu sĩ cùng dị ma, mang theo hắn một chút thuộc hạ, điên cuồng hướng về ám giả ma thành phương hướng chạy tới. Ám giả... Đối diện dị ma nổi giận gầm lên một tiếng, muốn gọi lại ám giả ma tôn, có thể ám giả ma tôn, cũng đã không thấy bóng dáng, cái này dị ma khí có chút phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét hỗn trướng, hỗn trướng. Ám giả ma tôn rời đi, một đám thiên hoang tu sĩ lập tức áp lực chợt giảm, rất nhiều người càng là vẻ mặt mộng bức. Mới vừa rồi còn chiến đang yên đang lành, ám giả ma tôn làm sao chạy trốn đây? Chuyện gì xảy ra, trong đó một cái hắc y thanh niên cau mày, biểu tình vẻ không hiểu. Người này không phải người khác, chính là thần ma thành thủ tướng Khương Thiếu Hư, cũng là hầu hoàng lão đại, hắn dẫn đầu một chút tu sĩ tới đây chặn giết nhị tinh ma quật người. Nói là chặn giết nhị tinh ma quật tu sĩ, kỳ thật chỉ là ngăn chặn thông đạo mà thôi. Nhị tinh ma quật dị ma muốn giáng lâm thần ma táng thổ, nhất định phải qua thông đạo. Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Vừa bắt đầu tất cả tiến hành 10 điểm thuận lợi, Khương Thiếu Hư dẫn theo trên vạn người liền ngăn chặn thông đạo, phàm là thông qua thông đạo truyền đưa tới dị ma, toàn bộ chết thảm. Chỉ là, về sau xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, kia liền là ám giả ma tôn dẫn đầu đông đảo dị ma đánh tới, khiến cho thông đạo một đầu khác nhị tinh ma quật thong dong giáng lâm. Theo dị ma số lượng càng ngày càng nhiều, Khương Thiếu Hư áp lực của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn, dù cho không ngừng có thiên hoang tu sĩ nơi phát ra, nhưng bọn hắn cũng gần như đến mức đèn cạn dầu. Không bao lâu nữa, bọn họ liền chuẩn bị từ bỏ thông đạo, trở lại thần ma thành, mượn nhờ thần ma thành thông đạo rời đi thần ma táng thổ. Nhưng hắn không nghĩ tới, một mực chiến đấu cực kỳ điên cuồng ám giả ma tôn, vậy mà đột nhiên rời đi. Lão đại, có vẻ như có người đánh vào ám giả ma thành. Bên cạnh một cái váy đen nữ tử mở miệng, trong mắt dị sắc liên tục. Nhất định là hầu hoàng, hắn dẫn người sát nhập vào ám giả ma thành. Khương Thiếu Hư hài lòng gật đầu. tự cho là đúng nói, đã như vậy, đây cũng là giải thích, thần ma thành đã an toàn, dị ma triều dâng cũng kém không nhiều chấm dứt. Chỉ cần chúng ta giết lùi những cái này dị ma, thần ma táng thổ triệt để bình định, đây chính là một cái công lớn à. Một cái khác nam tử khôi ngô cười lớn. Khương Thiếu Hư hài lòng cười một tiếng, bình định một quật loạn, dù chỉ là nhất tinh ma quật, cái kia cũng là không nhỏ công lao. Công lao này, đã đủ để cho hắn sớm rời đi thần ma táng thổ. Nghĩ vậy, Khương Thiếu Hư không tự chủ được bật cười, ngay sau đó ý khí phong phát nói, giết sạch những cái này dị ma, gia cố phong ấn, chúng ta liền có thể đi về. Nói xong, Khương Thiếu Hư dẫn đầu đánh về phía một cái thánh tôn cảnh dị ma. Mà lúc này, ám giả ma thành, Cửu U Ma Tôn cùng Thần Phong hai người điên cuồng giết chóc lấy, Thần Phong càng là triệu hoán trừ bỏ đệ lục thần vệ doanh, không có thánh tôn cảnh ám giả ma thành, chỗ nào chống đỡ được bọn họ tàn sát. Chỉ là đệ lục thần vệ doanh công kích từ xa, liền có thể đổ sát một mảng lớn, dù cho bán bộ thánh tôn cảnh dị ma đều khó mà tới gần mảy may. Về phần Tiêu Phàm, hắn lại ở toàn thân tâm cô động nguyên lực, trong cơ thể hắn ba cái nguyên tuyển đồng thời vận chuyển, luyện hóa nguyên lực tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đồng thời, bị Cửu U Ma Toan bọn họ giết địch dị ma, trên người khí số cũng tất cả đều bị hắn luyện hóa hầu như không còn. Hắn khí thế trên người vụt sáng, tựa như tùy thời có thể vượt qua trói buộc hắn tầng kia gông cùm xiềng xích. Ở hắn quanh thân, có ba cái luồng khí xoáy, một cái hiện lên xám sắc, một cái hiện lên huyết sắc, một cái hiện lên tử sắc, ba cái vòng xoáy không ngừng cắn nuốt trong thiên địa lực lượng. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, sinh ra một cỗ bão lớn, hết thảy tất cả đều bị tung bay. Theo thời gian trôi qua, hắn trên người khí thế càng ngày càng mạnh, tùy thời đều có thể bước vào tầng thứ mới. Không tốt, có người đến. Đột nhiên, Cửu U Ma Toan ngắm nhìn về phía chân trời, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, sắc mặt trở nên hết sức ngưng trọng lên. Mấy cái thánh tôn cảnh, còn có một cái trung phẩm thánh tôn. Thần Phong cũng khó lộ ra vẻ đề phòng. Tiểu tử kia đang đứng ở đột phá thời điểm then chốt, hiện tại cắt ngang, 89 phần 10 sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cửu U Ma Toan sắc mặt âm trầm. Hắn có thể không có tự tin, có thể ngăn cản một cái trung phẩm thánh tôn công kích, một khi đối phương đánh tới, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này, nếu là để cho tỉnh Tiêu Phàm, kết quả cũng không kém nơi nào. Đến lúc đó, Tiêu Phàm không có chết ở dị ma trong tay, ngược lại là chết ở trong tay hắn, cái này khiến Cửu U Ma Toan vô cùng khó xử. Tự tiện xông vào ám giả ma thành người, chết, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, gầm lên giận dữ từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, ba cái hắc điểm nhanh chóng biến lớn. Vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, ba cỗ phách tuyệt khí tức liền dừng lại ở Cửu U Ma Toan bọn họ cách đó không xa, cầm đầu không phải người khác, chính là chạy về ám giả ma tôn. Ma đế cảnh run rế, ám giả ma tôn sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Cửu U Ma Toan bọn họ, con người đen nhánh bên trong đều là khinh thường. Lời còn chưa dứt, ba đạo bá đạo sức mạnh công kích nổi giận chém mà xuống, bay thẳng Cửu U Ma Toan bọn họ đi. Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong hai người kiệt lực ngăn cản, nhưng là bị công kích kia chấn động đến khí huyết sôi trào, lui về sau mấy chục trượng. Phiền toái, Cửu U Ma Toan vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ba cái thánh tôn cảnh a, hơn nữa còn có một cái trung phẩm thánh tôn, cho dù là hắn, cũng không khả năng là đối thủ. Dù sao, hắn bị phong ấn tu vi, căn bản không phát huy được toàn bộ lực lượng, nhiều nhất có thể ứng phó một cái hạ phẩm thánh tôn mà thôi. Ta ứng phó cái kia nhị tinh ma tôn, Thần Phong hít sâu một cái nói. Nói xong, chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, đệ lục thần vệ doanh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn, 300 thánh đế cảnh tán phát khí thế ngưng tập hợp một chỗ, hoàn toàn không thua với hạ phẩm thánh tôn, thậm chí càng mạnh. Cửu U Ma Toan thấy thế, mặt đều xanh, Thần Phong ứng phó cái kia nhị tinh ma tôn, vậy còn dư lại hai cái nhất tinh ma tôn, chẳng phải là đều muốn hắn đến ngăn cản. Nha, phải liều cái mạng già. Cửu U Ma Toan giận mắng một tiếng, nhìn qua Tiêu Phàm vị trí, nói tiểu tử, lúc này ngươi vẫn còn ở tu luyện, lần này nếu không chết, ngươi bồi lão tử tổn thất. Dứt lời, Cửu U Ma Toan ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chỉ thấy hắn biểu tình thống khổ, hình thể nhanh chóng biến hóa, tựa như ở tránh thoát một loại nào đó trói buộc một dạng. Đáng chết Cửu U lão ma, quả thực là muốn phong ấn ta lực lượng. Cửu U Ma Toan giận mắng không thôi. Nếu như hắn thực lực không có bị Cửu U Ma chủ phong ấn, dù cho hắn chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, chém giết hai cái nhất tinh ma tôn, đó cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng hiện tại, hắn căn bản làm không được. Giết bọn hắn! Ám giả ma tôn dùng ma quật ngữ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhìn thấy một cái bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ, vậy mà chủ động thẳng hướng bản thân, nội ý phun trào. Một cái bán bộ thánh tôn cảnh run rế, cũng dám khiêu khích bản thân, cái này với hắn mà nói là một loại vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, Thần Phong đã ra lệnh một tiếng, 300 thánh đế cảnh đỉnh phong thần vệ doanh tu sĩ, tất cả công kích ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đạo lợi mang nghịch thiên mà lên. Ám giả ma tôn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, bản năng hướng nơi xa thối lui. Oanh! Gần như đồng thời, một cỗ nổ tính khí lãng từ đằng xa cuốn tới, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực. Đột phá! Cửu U Ma Toan mừng rỡ kêu lên. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền không cười được, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, không có thức tỉnh xu thế. Mà lúc này, ám giả ma tôn lại là lộ ra nụ cười tàn nhẫn, gần như đồng thời, một cái khác nhất tinh ma tôn bỗng bỏ vây công Cửu U Ma Toan, mà là đánh tới Tiêu Phàm. Không tốt, tiểu tử, nhanh tỉnh lại! Cửu U Ma Toan thấy thế, không khỏi giống to không thôi. Hắn nghĩ muốn ra sức đánh lui đối diện nhất tinh ma tôn, nhưng đối phương lại là gắt gao cuốn lấy hắn, căn bản không cho hắn cứu Tiêu Phàm cơ hội. Cửu U Ma Toan nghe răng trợn mắt, trong lòng thầm nói, tiểu tử, không phải ta không cứu ngươi, là ta thật cứu không được ngươi à. Hắn tự nhiên là muốn cứu Tiêu Phàm mà chết, hắn có lẽ cũng phải chết, bởi vì trong cơ thể hắn phong ấn, nhường hắn cùng Tiêu Phàm có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng là, nhất tinh ma tôn nếu là muốn liều chết cuốn lấy hắn, vậy hắn cũng không tránh thoát được. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể kịp thời tỉnh lại, có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Chỉ là nhường hắn thất vọng là, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở cái kia không nhúc nhích, cũng không có tỉnh lại báo hiệu. Bay về phía Tiêu Phàm nhất tinh ma tôn, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như nhìn một người chết một dạng. Đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một cái thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi, coi như hắn là chân chính thánh tôn cảnh, đứng ở cái kia nhường hắn giết, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng tổn thương lão đại. Nhưng mà cũng liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng bạo hống từ phía dưới phế tích truyền đến, chỉ thấy tốt mấy bóng người đạp không mà lên, lăng lệ công kích khóa chặt cái kia nhất tinh thánh tôn. Là các ngươi! Cửu U Ma Toan nhìn thấy người tới, lập tức mừng rỡ không thôi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thí Thần cùng Tà Vũ bọn họ. Mấy người nghe được ám giả ma thành động tĩnh, lặng lẽ ẩn núp tiến đến, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Phàm đột phá một màn. Nguyên bản bọn họ không nghĩ ra hiện, để Cửu U Ma Toan một thân một mình ngăn lại hai cái nhất tinh ma tôn là được rồi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, những cái này ma tôn liền vậy mà muốn giết Tiêu Phàm, Thí Thần nơi nào sẽ để bọn hắn đạt được, trước tiên đứng dậy. Không chỉ Thí Thần, Tà Vũ, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y ba cái cũng theo sau, đồng thời đối cái kia nhất tinh ma tôn xuất thủ. Thí Thần cùng Tà Vũ hai người cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ, Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên chính là thánh đế cảnh trung kỳ, bốn người hợp lực, còn có thể ngăn lại một cái nhất tinh ma tôn. Thật sự là Thí Thần cùng Tà Vũ hai người bọn họ quá biến thái, một mình liền có được đối chiến hạ phẩm thánh tôn thực lực. Một đám ma đế cảnh run rế, giết bọn hắn! Ám giả ma tôn nhìn thấy cái kia nhất tinh ma tôn bị mấy cái thánh đế cảnh tu sĩ ngăn cản, lập tức giận tím mặt, dùng thái cổ thần giới ngôn ngữ gào thét. Cái kia nhất tinh ma tôn tự nhiên không dám vi phạm ám giả ma tôn mệnh lệnh, huống chi, mấy cái thánh đế cảnh tu sĩ, hắn cũng không để ở trong mắt. Chẳng qua là khi hắn giao thủ thời điểm, lại phát hiện bốn cái này thánh đế cảnh tu sĩ có chút bất đồng, chí ít, so tầm thường thánh đế cảnh phải cường đại hơn rất nhiều lần. Các ngươi hai cái bảo hộ lão đại, hắn giao cho ta cùng Tà Vũ. Thí Thần cầm trong tay một chuôi dao găm, lạnh lẽo con ngươi hướng về cái kia nhất tinh ma tôn, nhìn đối phương tê cả da đầu. Hắn rõ ràng chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ, lại so bình thường nhất tinh ma tôn còn kinh khủng hơn. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người gật gật đầu, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, mà Tà Vũ liền cùng Thí Thần bắt đầu hợp lực vây giết cái kia nhất tinh ma tôn. Giờ khắc này, hai người lại cũng không có giữ lại chút nào, bắt đầu toàn lực đánh giết đối diện nhất tinh ma tôn. Bị người kinh ngạc là, cái kia nhất tinh ma tôn, lại bị hai người giết liên tục bại lui, trên người xuất hiện vô số vết thương, trái lại Thí Thần cùng Tà Vũ, hai người chăm chú là thở mấy hơi thở hồng hộc mà thôi. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Nha, hai người bọn họ thật biến thái, đây chính là bọn họ thực lực chân chính sao? Hiên Viên Trảm Tiên thấp giọng nổi giận mắng. Hắn nguyên vốn cho là mình đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, cùng Thí Thần cùng Tà Vũ hai người chênh lệch đã không lớn, cho tới bây giờ hắn mới biết mình cùng Thí Thần sự chênh lệch giữa bọn họ. Cái này hoặc giả còn không phải thực lực chân chính của bọn họ đây. Tử Thiên Y híp hai mắt, một bộ sâu không lường được bộ dáng. Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt không tin nhìn xem Tử Thiên Y, Tử Thiên Y lắp bắp nói, ngươi đừng không tin, trước đó Tà Vũ không phải nói một người cũng đủ để đối kháng hạ phẩm thánh tôn sao. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là hai người. Hiên Viên Trảm Tiên nghe vậy, không khỏi rụt cổ một cái. Đúng vậy a, bọn họ một người cũng đủ để đối kháng hạ phẩm thánh tôn, hai người hợp lực, chẳng phải là có được chém giết hạ phẩm thánh tôn thực lực. Hỗn trướng, bản tôn muốn làm thịt các ngươi, đem các ngươi đầu làm cầu để đá. Cái kia Nhất Tinh Ma Tôn bị hai người giết vết thương chồng chất, hắn cũng động tức giận, khí tức trên thân càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo. Khí thế kinh khủng trực tiếp đem Tà Vũ cùng Thí Thần chấn động bay ra ngoài, đạt tới hạ phẩm thánh tôn, dù sao cũng hơi thủ đoạn đặc biệt, có thể giữ được tánh mạng, cũng có thể giết địch. Cái kia Nhất Tinh Ma Tôn bị hai cái thánh đế cảnh tu sĩ nghiền ép, trong lòng có thể kìm nén một hơi, nếu như không giết Thí Thần cùng Tà Vũ, khẩu khí này hắn liền không thể phát tiết. Tà Vũ cùng Thí Thần hai cái cũng là lửa giận xen lẫn, hai người bọn họ lại bị đánh bay, hơn nữa ngũ tạng lục phủ rung động không thôi. Chẳng lẽ mình vẫn là không bằng cùng hạ phẩm thánh tôn sao? Các ngươi hai cái cũng quá vô dụng, lâu như vậy, liền một cái hạ phẩm thánh tôn đều giết không chết. Cũng đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Lão đại, Thí Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đã chậm rãi đứng lên. Tà Vũ trợn trắng mắt, nói, ngươi cho rằng thánh tôn cảnh dễ giết như vậy sao? Không dễ giết sao? Tiêu Phàm mỉm cười, xòe bàn tay ra, Tu La Kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Tà Vũ trong lúc nhất thời không biết nói gì, hắn nhưng là thấy tận mắt, Tiêu Phàm giết qua thánh tôn cảnh dị ma, lúc kia, Tiêu Phàm vẫn chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ. Hiện nay, hắn nhưng là đột phá đánh thánh đế cảnh hậu kỳ, giết một cái hạ phẩm thánh tôn, có lẽ thật đúng là không khó. Gớs! Cái kia Nhất Tinh Ma Tôn nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người đang nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại, lập tức tức giận không thôi, bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm bọn họ. Ai ngờ, gần như đồng thời, Tiêu Phàm cũng là một bước phóng ra, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua thương khung, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia Nhất Tinh Ma Tôn trước người. Chỉ thấy hắn giơ tay chính là một kiếm, một đạo kiếm hồng tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến hạ phẩm thánh tôn cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Cái kia Nhất Tinh Ma Tôn bỗng nhiên ngừng thân hình, trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Phốc suy một tiếng, một đạo vết kiếm từ hắn mi tâm nở rộ, ngay sau đó thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, máu tươi đen ngòm bạo sái hư không, huyết vũ bay tứ tung. Thí Thần, Tà Vũ đám người tất cả đều trợn to hai mắt, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là hạ phẩm thánh tôn a, ngươi một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, vậy mà một kiếm đem đối phương chém mất. Mấy người vuốt vuốt hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Thẳng đến chỉ chốc lát sau, bọn họ mới rốt cục tin tưởng sự thật này. Tiêu Phàm cười nhìn lấy mấy người, nhún vai, lơ đễnh nói, rất khó giết sao? Rất khó giết sao? Cái này bình thản, nhưng làm đám người sặc đến không nhẹ, nha, ngươi chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ a, không biết còn tưởng rằng ngươi là nguyên tôn, thậm chí pháp tôn đây. Bất quá, đám người lại là rung động Tiêu Phàm thực lực, liên hạ phẩm thánh tôn, đều có thể miểu sát, thực lực cũng quá biến thái. Ba cái nguyên lực đồng thời vận chuyển, vậy mà để cho ta trong nháy mắt lực bộc phát, có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, bất quá một kiếm xuống tới, ta thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Tiêu Phàm trong lòng cũng là không rõ rung động, nắm lấy Tu La kiếm tay đều có chút run rẩy, liền kiếm đều có chút cầm không vững. Nếu như Thí Thần bọn họ biết rõ Tiêu Phàm tình huống, nhất định sẽ mặt sạm lại, đây không phải là tương đương với kích phát tiềm lực, trong nháy mắt bộc phát tất cả lực lượng sao? Bất quá, Tiêu Phàm mặt ngoài lại là xem như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại cùng đám người trang ép một cái, trong lòng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tự thân nguyên lực tăng vọt gấp bội, khí số dung luyện nhục thân, khiến cho thân thể cường độ đã gia tăng rồi không ít. Thậm chí Tiêu Phàm cảm thấy, dù cho hạ phẩm thánh tôn, cũng chưa chắc có hắn nhục thể cường đại. Đây chính là sớm rèn luyện vô thượng kim thân chỗ tốt. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, đối bản thân lực lượng coi như thỏa mãn. Bất quá hắn cũng biết, thánh đế cảnh hậu kỳ, ở Thiên Hoang cũng không tính là gì, đừng nói những cái kia nhị tinh, tam tinh ma quật, chính là nhất tinh ma quật thần ma táng thổ, đều không phải là đỉnh cấp tồn tại. Muốn quét ngang rất nhiều ma quật, hắn còn phải tiếp tục mạnh lên. Tiểu tử, còn có cái này, ngươi thuận tiện làm thịt hắn, lại đi trợ giúp Thần Phong. Nơi xa, Cửu U Ma Toan giống to không thôi. Hắn bị phong ấn thực lực, cuốn lấy một cái nhất tinh ma tôn mặc dù vấn đề không lớn lắm, nhưng muốn giết chết đối phương, lại là cực kỳ gian nan. Ném đi hắn thần thông lực lượng cùng thiên phú, cũng chỉ bàn về phổ thông thực lực mà nói, hắn đều chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Phải biết, hắn nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh, mà Tiêu Phàm mới thánh đế cảnh hậu kỳ, dòng giá chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Đừng nói hai cái tiểu cảnh giới, chính là một cái tiểu cảnh giới, đối với rất nhiều người mà nói, cũng là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng thầm khổ, hắn ngược lại là muốn mau chóng giết chết cái kia nhất tinh ma tôn, có thể giờ phút này, hắn nguyên lực tiêu hao quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản giết không chết cái kia nhất tinh ma tôn. Tà Vũ, Thí Thần, các ngươi đi giúp Ma Toan, ta củng cố một lần tu vi. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, vội vàng tìm một cái lấy cớ. Thí Thần cùng Tà Vũ tự nhiên là sẽ không hoài nghi gì, Tiêu Phàm vừa mới đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, củng cố một lần tu vi là chuyện rất bình thường. Nhìn thấy Tiêu Phàm một mình chém giết một cái nhất tinh ma tôn, Thí Thần cùng Tà Vũ trong lòng có chút không phục, hai người cũng sẽ không tất cả giữ lại. Nếu là bọn họ ba người liên thủ, liền một cái nhất tinh ma tôn đều giết không chết, cái kia thật không phải bình thường mất thể diện. Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở đằng xa nhìn xem, lúc này, ánh mắt lại là rơi vào Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên trên người, hơi hơi ngoài ý muốn nói các ngươi đều còn sống sót. Tử Thiên Y, Hiên Viên Trảm Tiên, hai người 10 điểm im lặng, cái gì gọi là chúng ta đều còn sống sót, chẳng lẽ hai người chúng ta đáng chết sao? Bọn họ tự nhiên không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, Tử Thiên Y thế nhưng là thiên khí chi nhân, đi tới chỗ nào liền sẽ xúi quẩy ở đâu, trước đó Tiêu Phàm một mực lo lắng Thí Thần bị Tử Thiên Y hố. Bây giờ gặp lại Tử Thiên Y, Tiêu Phàm thật vẫn hơi kinh ngạc, gia hỏa này lại còn không chết. Hiên Viên Trảm Tiên, ngươi không phải bất tử thần thể sao, còn lo lắng cái gì, đi diệt phía dưới dị ma a. Tiêu Phàm không để ý hai người kinh ngạc, tiếp tục nói. Tốt, Hiên Viên Trảm Tiên cũng lấy lại tinh thần đến, bỗng nhiên hướng về ám giả ma thành bên trong đánh tới. Hắn nhưng là bất tử thần thể, chỉ có ở bên bờ sinh tử, mới có thể nhanh chóng tiến bộ, bây giờ thế nhưng là tốt nhất lịch luyện cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vậy ta thì sao, nhìn thấy Hiên Viên Trảm Tiên rời đi, Tử Thiên Y lập tức có chút ngồi không yên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì? Tiêu Phàm liếc Tử Thiên Y một cái, đột nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên nói, đúng rồi, ngươi có thể thay chúng ta bói một quẻ, nhìn xem kế tiếp là không thuận lợi. Nghe được phía trước câu nói kia, Tử Thiên Y vẻ mặt cười khổ, bàn về thực lực, hắn là những người này thấp nhất, lại là làm không là cái gì. Huống chi, hắn hai chân tê liệt, hành động cũng không có bình thường thánh đế cảnh tu sĩ nhanh như vậy. Bất quá khi hắn sau khi nghe được bên cạnh câu nói kia lúc, lại là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lấy ra mấy đồng tiền, bắt đầu thay chính bọn hắn bói toán. Mấy tức về sau, xa xa nhất tinh ma tôn phát ra một tiếng hét thảm, bị Thí Thần ba người bọn họ vây công cái kia nhất tinh ma tôn thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm lại là không quá mức quan tâm, lấy Thí Thần ba người bọn họ thực lực, nếu như liền một cái nhất tinh ma tôn đều giết không chết, đó cũng quá phế. Thế nào, quẻ tượng làm sao? Nhìn thấy Tử Thiên Y thu hồi đồng tiền, Tiêu Phàm vẻ mặt tò mò nhìn Tử Thiên Y. Tử Thiên Y lại là sắc mặt ngưng trọng hết sức, tựa như vặn ra nước. Không tốt, Tiêu Phàm cũng nhíu mày, Tử Thiên Y nếu là nói thuận lợi, hắn là sẽ không tin tưởng, nhưng hắn nếu là nói không thuận, vậy khẳng định là muốn chết người. Tốt không linh, hỏng tặc linh, đây chính là thiên khí chi nhân. Chúng ta mấy người, sẽ có thương vong, Tử Thiên Y trịnh trọng gật đầu. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm sầm mặt lại, nhìn chăm chú Tử Thiên Y, vô cùng trịnh trọng mà hỏi, muốn chết người quẻ tượng. Đúng, Tử Thiên Y cũng nghiêm túc gật đầu. Tiêu Phàm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Thí Thần bọn họ, Thí Thần ba người chém giết cái kia nhất tinh ma tôn về sau, dứt khoát gia nhập ám giả ma tôn chiến đoàn. Chẳng lẽ Thí Thần bọn họ sẽ ở trong tay ám giả ma tôn ngoài ý muốn nổi lên? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, cầm trong tay Tu La Kiếm cũng giết tới. Mặc dù đối diện là nhị tinh ma tôn, nhưng hắn cũng không có sợ hãi chút nào, Tử Thiên Y tính ra dạng này quẻ tượng, hắn tuyệt không thể để Thí Thần mấy người ngoài ý muốn nổi lên. Ám giả ma tôn vừa bắt đầu liền bị đệ lục thần vệ doanh cản cuốn lấy, cũng là kinh hãi không thôi. Hiện tại, có Tiêu Phàm sự gia nhập của bọn hắn, hắn thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hỗn trướng, ám giả ma tôn khí gầm thét không thôi, kinh khủng ma uy mãnh liệt cuộn trào ra, chỉ một thoáng, ám giả ma thành bên trong dị ma dường như chúng ta đồng dạng, trở nên hết sức điên cuồng lên. Ngay sau đó, ám giả ma thành bên trong, lấy ngàn mà tính dị ma đạp không mà lên, che khuất bầu trời, hướng về Tiêu Phàm bọn họ bao phủ mà đến. Những cái kia có lý trí dị ma, trước đó chấn nhiếp tại Tiêu Phàm bọn họ hung uy, không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng giờ phút này, bọn chúng tất cả đều đánh mất lý trí một dạng. Không tốt, ám giả ma tôn bị bức ép đến mức nóng này. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Một cái nhị tinh ma tôn, Tiêu Phàm có thể không để vào mắt, lấy ngàn mà tính dị ma, bọn họ cũng có thể không đáng kể. Nhưng giờ phút này, lấy ngàn mà tính dị ma bị một cái nhị tinh ma tôn khống chế, liền có chút đáng sợ. Nổi điên vô trí tuệ dị ma, có thể xa so với có trí khôn dị ma còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thần Phong, ngươi xuất lĩnh đệ lục thần vệ doanh, diệt ám giả ma thành, chúng ta tới đối trả cho hắn. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Sau một khắc, Tiêu Phàm lấy ra thái cổ phân thân, đồng thời, hắn khí thế trên người đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bỗng nhiên bước vào thánh tôn cảnh. Hỗn độn Trảm Thiên kiếm. Tiêu Phàm một tiếng hét giận dữ, hai tay cầm trở nên lớn Tu La kiếm, chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang xẹt qua thương khung, dường như đem thiên địa này đều chém thành hai nửa. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, hư không cuồng phong thổi loạn, khắp nơi đều là kiếm khí cuồn cuộn. Đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, hắn nguyên lực càng thêm đầy đủ, thao túng thái cổ phân thân cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giờ khắc này, Tiêu Phàm triệt để bộc phát ra thái cổ phân thân toàn bộ lực lượng. Ám giả ma tôn vừa sợ vừa giận, kinh hãi chính là, một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tiểu tử, vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra hạ phẩm thánh tôn khí thế, giận chính là, run rế cũng dám khiêu chiến hắn cái này đường đường nhị tinh ma tôn. Bất quá, đối mặt Tiêu Phàm một kiếm này, hắn cũng không dám chính diện giao phong, lách mình hướng phía sau thối lui. Còn nhị tinh ma tôn, ngươi so Phong ma tôn bọn họ cần phải sợ chết nhiều. Nhìn thấy ám giả ma tôn rút đi, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, mặt coi thường nói. Oanh! Theo Tiêu Phàm khinh thường lời nói rơi xuống, trăm trượng trường kiếm nở rộ kiếm hồng hung hăng chém xuống, cả tòa ám giả ma thành cơ hồ đều bị một kiếm chém ra. Bốn phía bụi bặm cuồn cuộn, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện ở ám giả ma thành, nhìn thấy mà giật mình. Ám giả ma tôn trong lòng tối hít một hơi hơi lạnh, hắn âm thầm may mắn bản thân không có chính diện kháng một kiếm này, bằng không mà nói, hắn không phải trọng thương không thể. Bất quá, từ Tiêu Phàm trong giọng nói, hắn cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì, lập tức nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói, là ngươi diệt bốn tòa ma thành. Bây giờ mới biết, ngươi thật đúng là hậu chi hậu giác a. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù hắn cũng thật bất ngờ, diệt bốn tòa ma thành, sẽ khiến dị ma bắn ngược, nhưng hắn không có nửa điểm hối hận, dị ma chính là địch nhân vốn có, không nên giết sao. Nếu như có thể, đừng nói bốn tòa ma thành, chính là 40 tòa, 400 tòa, hắn cũng chiếu diệt không lầm. Tiểu tử, ngươi gây chuyện lớn rồi. Ám giả ma tôn không có động thủ, chỉ là âm lãnh hướng về Tiêu Phàm, dùng thái cổ thần giới lời nói quát lớn, thần ma táng thổ mấy ngàn trên vạn năm cân bằng, bây giờ bởi vì tứ ma thành bị diệt mà đánh vỡ, bên ta chắc chắn không chết không thôi. Không chết không thôi, Tiêu Phàm hít hai mắt. Mới ra đời tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, ngươi diệt đi ta bốn tòa ma thành, liền lập công lớn sao? Ám giả ma tôn cười lạnh, nếu như thiên hoang biết được việc này là ngươi cách làm, ngươi có tin hay không, ngươi chẳng những vô công, ngược lại có bó lớn người sẽ giết ngươi. Tiêu Phàm hai mắt híp thành khe hở càng ngày càng nhỏ, trầm giọng nói, ta đổ sát dị ma, thiên kinh địa nghĩa, người nào dám giết ta? Người nào dám giết ngươi? Ám giả ma tôn khịt mũi coi thường, nói, bởi vì ngươi, thần ma táng thổ cân bằng bị phá vỡ, vô số thiên hoang tu sĩ nhất định phải tiếp nhận phe ta lửa giận. Ma quật đại quyết chiến, hai phương đều sẽ có vô số tu sĩ sẽ chết thảm, bọn họ có thể nói, bởi vì ngươi mà chết, ngươi nói, bọn họ thân hữu, hảo hữu, có thể hay không muốn giết ngươi. Nghe đến đây, Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn giờ mới hiểu được, bản thân có vẻ như đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hơn nữa, bởi vì ngươi, dẫn đến thần ma táng thổ loạn chiến không ngừng, ngươi cần phải biết rằng, thần ma táng thổ thế nhưng là có thể cho một ít người cung cấp liên tục không ngừng lợi ích, nhưng bây giờ không thấy, ngươi nói, bọn họ có muốn hay không giết ngươi? Ám giả ma tôn tiếp tục nói. Tiêu Phàm mí mắt một trận cuồng loạn, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại bản thân từ thiên hoang tu sĩ cửa bên trong nghe được lời nói. Nhất là những cái kia bị chiêu mộ đến thần ma tán thổ tu sĩ, bọn họ thế nhưng là đối bốc lên thần ma tán thổ lớn kịch chiến người tràn đầy cừu hận, hận không thể đem hắn phanh thây xé xác. Trước đó hắn không chút coi là chuyện to tát, nhưng bây giờ nghĩ đến, xác thực có rất nhiều người muốn hắn chết. Về phần những cái kia từ thần ma tán thổ thu hoạch đại lợi ích người, Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết, bản thân động ích lợi của bọn hắn, đối phương không giết hắn mới là lạ chứ. Không thể để người ta biết là ta diệt 4 tòa ma thành. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, bất quá, đổ sát 4 tòa ma thành, tạo thành động tĩnh không nhỏ, khẳng định có người biết. Tiêu Phàm không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, 4 tòa ma thành mà thôi, diệt liền diệt, dù sao cũng không phải ngươi diệt, mà là ta diệt. Xa xa Tà Vũ đột nhiên mở miệng nói, trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tà Vũ, hắn làm sao không minh bạch, Tà Vũ là chuẩn bị đem việc này nhận lãnh đến, mà đem hắn Tiêu Phàm xuất ra đi. Kể từ đó, những người kia coi như muốn tìm phiền phức, cũng chỉ có thể tìm Tà Vũ. Nhưng Tà Vũ có thể chịu được dạng này phiền phức cùng áp lực sao? Yên tâm đi, trừ bỏ chính ta, không có người làm gì được ta. Tà Vũ lại 10 điểm tự tin nói, cho nên, dứt khoát 1 không làm, 2 không ngớt, diệt ám giả ma thành lại nói, sau ngày hôm nay, thần ma táng thổ, lại không dị ma. Ha ha, cuồng vọng, ám giả ma tôn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, mặt coi thường quan sát Tà Vũ bọn họ, liền bằng các ngươi, cũng có thể giết sạch tộc ta. Có thể hay không, thử trước một chút à, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra ngoan sắc. Như Tà Vũ nói tới, dù sao việc đã đến nước này, dứt khoát 1 không làm, 2 không ngớt, trước diệt ám giả ma tôn lại nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đã lách mình mà ra, như ánh sáng, như điện, tốc độ nhanh đến bình thường bán bộ thánh tôn cảnh đều bắt không đến tàn ảnh. Giờ phút này Tiêu Phàm điều khiển phân thân thái cổ bùng nổ thực lực, tuyệt đối không kém gì đỉnh cấp hạ phẩm thánh tôn. Nhưng ám giả ma tôn thực lực cũng không yếu, hắn tốc độ cực nhanh, cùng Tiêu Phàm chiến đấu cùng một chỗ, hư không khắp nơi đều là đao kiếm va chạm thanh âm. Ha ha, tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực, bất quá, ngươi vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ, không sợ nói cho ngươi, thần ma thành đã hủy diệt, không bao lâu, thiên hoang liền không còn cách nào trợ giúp, đến lúc đó, các ngươi những người này, đều phải chết. Ám giả ma tôn càn rỡ cười lớn. Hắn một bên cuốn lấy Tiêu Phàm, một bên lui lại, giờ phút này đang ở lửa giận sông não Tiêu Phàm, hắn cũng không dám chính diện ngạnh bính. Cái gì, thần ma thành bị đánh xuống, nơi xa, Thí Thần lên tiếng kinh hô, Tà Vũ bọn hắn sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Đến lúc đó, ta lại giết sạch các ngươi dị ma, mở lại thông đạo chính là. Tiêu Phàm ý khí phong phát nói. Mở lại thông đạo, ám giả ma tôn khinh thường, đoán chừng ngươi còn không biết, thiên hoang cao tầng, sớm đã bỏ đi các ngươi à, bằng không, thông hướng nhị tinh ma quật thông đạo sao lại dễ dàng như vậy bị chúng ta phá mở. Tiểu tử, muốn trách, thì trách ngươi diệt 4 tòa ma thành thì cũng thôi đi, lại dám đả thương Liễu Khuyết thiếu chủ. Liễu Khuyết thiếu chủ phụ thân Liễu Lăng ma tôn, thế nhưng là tam tinh ma quật Lưu Ly Tịnh Thổ mấy đại thành chủ một trong sao. Liễu Khuyết, nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại một bóng người xa lạ. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chui vào Phong Ma Thành, vừa lúc gặp gỡ Phong Ma Thành cường giả mở tiệc chiêu đãi một cái tên là Liễu Khuyết dị ma. Về sau, hắn không chỉ có giết Phong Ma tôn, còn trọng thương cái kia Liễu Khuyết. Liễu Khuyết bây giờ đã trở thành một cái chân chính phế vật. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Liễu Khuyết địa vị đã vậy còn quá lớn, cha chính là tam tinh ma quật thành chủ. Khó trách lần này có 2 cái nhị tinh ma quật giết vào thần ma táng thổ, nguyên lai tất cả những thứ này, cũng là Liễu Khuyết phụ thân Liễu Lăng hạ lệnh. Cũng chỉ có tam tinh ma quật chi chủ, mới có thể dễ dàng như vậy hiệu lệnh 2 cái nhị tinh ma quật đối thần ma táng thổ xuất thủ. Sớm biết, nên diệt cái gì đó Liễu Khuyết. Tiêu Phàm trong lòng quyết tâm, hắn nội tâm âm thầm thề, về sau tuyệt đối đừng nhường hắn gặp gỡ Liễu Khuyết, bằng không mà nói, nhất định đem khuyết cổ cho vặn xuống. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ thần ma táng thổ dị ma triều dâng nguyên nhân, tất cả những thứ này, cuối cùng, còn là chính hắn. Không, chuẩn đi mà nói, là Tà Vũ. Nếu như không phải Tà Vũ nói muốn chém giết 2 cái nhất tinh ma tôn, Tiêu Phàm cũng sẽ không chui vào Phong Ma Thành. Tự nhiên cũng sẽ không phát sinh phía sau những chuyện này. Tà Vũ muốn đem tất cả mọi chuyện ôm lấy đến, cũng không chỉ là vì để cho Tiêu Phàm yên tâm, quan trọng nhất là, việc này là do hắn mà ra. Bây giờ không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm, trước hết nghĩ biện pháp đồ ám giả ma tôn lại nói. Tiêu Phàm trong mắt hung lệ chi quang lấp lóe, lần nữa nhào về phía ám giả ma tôn. Tiêu Phàm tâm ý đã quyết, hôm nay, bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp lưu lại ám giả ma tôn. Coi như không để lại hắn, cũng phải một không làm, hai không ngớt, diệt ám giả ma thành. Về phần thiên hoang tu sĩ sát tâm cùng lửa giận, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, thiên hoang người, chém giết dị ma, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Coi như những người kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết, khẳng định cũng sẽ không trắng trợn, nhiều nhất vụng trộm đùa nghịch có chút thủ đoạn mà thôi. Nếu như để người ta biết, giết chết dị ma có tội, vậy sau này, còn ai vào đây liều mạng ứng phó dị ma đây? Tiêu Phàm cũng biết, quanh năm suốt tháng cùng dị ma giao chiến, song phương chiến đấu kỳ thật đã tiến nhập một loại bệnh trạng. Thậm chí Tiêu Phàm cảm thấy, nếu như thiên hoang thật tận tâm tận ý tưởng diệt dị ma, hẳn không phải là việc khó gì, chỉ là rất khó trên dưới một lòng mà thôi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không hy vọng, sự thật thực sự là như thế, chết đi kia tu sĩ liền thật đáng buồn. Bang bang, Tiêu Phàm một kiếm chém ra, một kiếm so một kiếm hung mãnh, chấn động đến ám giả ma tôn không ngừng lùi lại, thái cổ phân thân cường đại, vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng. Hơn nữa, theo hắn thực lực tăng lên, hắn còn có thể ở thái cổ trên phân thân điêu khắc cường đại hơn thần văn, có thể làm cho thái cổ phân thân trở nên càng mạnh. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn giết bản tôn, chẳng lẽ ngươi là nghĩ giết người diệt khẩu sao? Ám giả ma tôn lên cơn giận dữ, bị một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tiểu tử giết liên tục bại lui, loại tư vị này cũng không dễ chịu. Quá phí lời, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trường trung thời không. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, một cái to lớn quang cầu từ lòng bàn tay hắn nở rộ, trong nháy mắt bao phủ phương viên phạm vi mấy chục dặm. Ám giả ma tôn muốn lui lại, có thể trong nháy mắt liền bị quang cầu lồng chụp vào trong. Tiêu Phàm trường trung thời không, bên trong thế nhưng là tràn ngập vô cùng vô tận thời không chi lực cùng sinh tử chi lực, uy lực tuyệt luân, người bình thường một khi vòng lồng vào đi, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đêm tối thiên địa, hơi thở tiếp theo, lại một tiếng quát như sấm vang vọng hư không, lại là từ Tiêu Phàm trong tay quang cầu bên trong truyền đến, chỉ thấy trong tay hắn quang cầu trong nháy mắt trở nên đen kịt hết sức. Ngay sau đó, một tia ô quang từ quang cầu bên trong nở rộ, hóa thành một bóng người vọt ra. Thân ảnh không phải người khác, chính là ám giả ma tôn, bất quá hắn giờ phút này, lại là tóc tai bù xù, há mồm thở dốc, hai mắt đỏ bừng như máu. Mặc dù vừa mới vẻn vẹn chỉ trải qua hai cái hô hấp, nhưng trường trung thời không bên trong chí ít đã qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Trong đoạn thời gian này, ám giả ma tôn hiển nhiên đã trải qua không thuộc về mình đánh giết cùng tra tấn, trên người hắn khắp nơi đều là vết máu, máu đen thật lâu không cách nào ngừng, có thể nghĩ hắn thương thế chi trọng. Nếu như không phải thời điểm then chốt thi triển toàn lực, chạy ra trường trung thời không, có lẽ hắn thật muốn chết ở Tiêu Phàm trên tay. Này cũng bất tử, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lần nữa xông tới. Bất quá, ám giả ma tôn lại không còn cho Tiêu Phàm cơ hội, quay người liền tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hơn nữa sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Ám giả ma tôn lưu lại một câu ngoan thoại, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Trải, Tử Thiên Y bọn họ trợn to hai mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là nhị tinh ma tôn a, tương đương với trung phẩm thánh tôn cường giả, vậy mà kém chút bị Tiêu Phàm chém giết, cuối cùng còn bị hồ chạy. Cái kia Tiêu Phàm thực lực, lại là làm sao cường đại. Lúc này, Tiêu Phàm đã thu hồi thái cổ phân thân, linh hồn chi thể về tới nhục thân bên trong. Phốc, đột nhiên, Tiêu Phàm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch. Vừa rồi một trận chiến, mặc dù là linh hồn chi thể điều khiển, nhưng khốn ngộ một cái nhị tinh ma tôn, nhưng cũng để hắn linh hồn chi thể gặp phản phệ, thậm chí còn liên lụy nhục thân. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Tử Thiên Y lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, vẻ mặt lo lắng nói. Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, lắc đầu nói, trung phẩm thánh tôn, còn không phải ta có thể địch. Tử Thiên Y bĩu môi, huynh đệ, ngươi chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ a, làm sao hết lần này tới lần khác muốn đem mình làm thánh tôn cảnh đến làm đây? Chiếu ngươi làm như vậy xuống dưới, sớm muộn phải ra vấn đề. Ám giả ma tôn trốn được, cái kia ám giả ma thành dị ma làm sao bây giờ? Tử Thiên Y hít sâu một cái nói, nhìn qua phía dưới rậm rạp chẳng chịt dị ma, trong lòng run lên. Bất quá, Khi hắn nhìn thấy đệ lục thần vệ doanh đồ sắt dị ma tốc độ lúc, cảm giác cái gì dị ma, hoàn toàn cũng không phải áp lực. Diệt, một tên cũng không để lại, Tiêu Phàm sắc mặt âm ngoan nói. Hắn lời này là đối Thí Thần cùng Tà Vũ bọn họ nói, đồng thời cũng là đối Thần Phong cùng đệ lục thần vệ doanh nói. Để ám giả ma tôn trốn được, hắn 10 điểm khó chịu, vậy cũng chỉ có để ám giả ma thành đến thường lại. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng phân ra 300 đến 400 đạo phân thân, hướng về ám giả ma thành từng cái phương hướng kích xạ đi. Tiêu Phàm hắn là thật đặt xuống quyết tâm diệt ám giả ma thành a. Tử Thiên Y không khỏi cảm khái nói. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm chia ra nhiều như vậy phân thân, chỉ là muốn mau sớm điện thoại dị ma trên người khí số, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, muốn nói Tiêu Phàm đặt xuống quyết tâm hủy diệt ám giả ma thành vậy cũng không sai, bởi vì nếu như không có hắn thu thập dị ma khí số, dị ma là cực khó giết chết. Dù cho đem bọn nó toàn quân bị diệt, không bao lâu, bọn chúng lại sẽ trùng sinh. Đây cũng là Tiêu Phàm có thể hủy diệt mặt khác 4 tòa ma thành nguyên nhân căn bản, đổi lại những người khác là không có thể làm được, chí ít không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, theo Tiêu Phàm hấp thu cái cuối cùng dị ma trên người khí số, ám giả ma thành tất cả dị ma, một tên cũng không để lại. Đến đây, thần ma táng thổ, 5 đại ma thành, toàn diệt. Như thế hành động vĩ đại, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người làm đến qua, nhất là, đây cơ hồ là Tiêu Phàm một người cách làm. Nếu như khiến người khác biết rõ, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Khác không nói người, trốn ở ám giả ma thành bên ngoài Lạc Vô Thương, sớm đã dọa rất cằm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem ám giả ma thành phương hướng. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, trước kia hắn nghe nói ma quật cỡ nào đáng sợ cỡ nào, bất kể như thế nào cũng không cần xâm nhập ma thành. Nhưng hiện tại, một tòa ma thành ở hắn không coi vào đâu bị diệt, cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được. Rầm rầm, Lạc Vô Thương nuốt nước miếng một cái, như nhìn quái vật nhìn phía xa Tiêu Phàm đám người, tựa như lần thứ nhất nhận biết Tiêu Phàm bọn họ một dạng. Mạnh, đám người này, quá mạnh. Lạc Vô Thương cố nén xông đi lên, cường ôm Tiêu Phàm bọn họ bắp đùi xúc động. Tiêu Phàm, lợi hại, sau ngày hôm nay, thần ma táng thổ, lại không ma thành. Ám giả ma thành trên không, Tà Vũ không lo được toàn thân máu tươi đen thui, vui sướng cười to nói. Mới tới thần ma táng thổ, lại diệt 5 tòa ma thành, cái này ngưu bức, đã đủ hắn thổi cả đời. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là khóe miệng hơi hơi dương lên, chắp tay một cái nói, chúc mừng Tà Vũ huynh, một người diệt một quật. Dương ta thiên hoang thần uy. Ách, Tà Vũ nghe vậy, trực tiếp cương ngay tại chỗ, cái gì gọi là ta một người diệt một quật. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm nháy mắt thời khắc, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, đây là muốn nhường hắn có nổi ý tứ a. Nghĩ vậy, Tà Vũ biểu tình khổ sáp, xem ra, cái này ép mình không thể không trang a. Hơn nữa, nơi này người, cũng xác thực chỉ có hắn có thể chịu đựng nổi dạng này thành tựu vĩ đại, dứt khoát liền để Tà Vũ gánh chịu. Hủy diệt 5 đại ma thành, đây chính là nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình. Phải biết, bình thường nhất tinh ma quật, cũng mới 5 tòa ma thành mà thôi, 5 tòa ma thành hủy diệt, thì tương đương với tiêu diệt một quật. Nếu như trước đó, Tiêu Phàm có lẽ sẽ cho rằng đây là hết sức công lao, ước gì rơi trên người mình. Nhưng nghĩ tới ám giả ma tôn lời nói, Tiêu Phàm cảm thấy cái này nổi Tà Vũ cõng tốt. Dù sao, Tà Vũ sư tôn thế nhưng là tà thần, dựa theo Tà Vũ lời giải thích, tà thần lai lịch cũng không nhỏ. Lão đại, 5 đại ma thành hủy diệt, bất quá thần ma thành có vẻ như cũng tiêu diệt, chúng ta bây giờ không có chỗ để đi. Thí thần đi tới Tiêu Phàm bên người, ngưng nhìn về phía chân trời nói. Tiêu Phàm cũng nhìn về phía nơi xa, nơi đó một đạo quang mang lóe lên, ngẫu nhiên phát ra một tiếng vang lặng lẽ, hiển nhiên là có người ở chiến đấu. Ám giả ma tôn trốn hướng cái hướng kia, nơi đó hẳn là cùng nhị tinh ma quật ở giữa thông đạo. Tà Vũ giải thích một câu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, hắn nhớ kỹ trước đó có người nói, thần ma thành thủ tướng mang một số người đi chặn giết nhị tinh ma quật người, nghĩ đến hẳn là chính là ở nơi đó. Hắn cũng không biết thiên hoang tu sĩ có thể thành công hay không chặn giết nhị tinh ma quật tu sĩ, nhưng ít ra hiện tại xem ra, bọn họ hẳn là cùng nhị tinh ma quật dị ma giằng co. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn làm một cái quyết định, nói chúng ta cũng đi. Hắn không phải muốn đuổi theo giết ám giả ma tôn, mà là muốn vì thiên hoang ra một phần khí lực, cái này dị ma triều dân dù sao cũng là chính bọn hắn gây nên đến. Huống hồ, hắn đột phá cần đại lượng khí số luyện thể, rèn luyện thân thể, đại chiến địa phương, không hề nghi ngờ là tức số nhiều nhất. Hơn nữa, phàm là bị hắn hấp thu khí số dị ma, cũng không còn cách nào phục sinh, đây chính là hắn ứng phó dị ma đòn sát thủ. Đây chính là những người khác không cách nào so sánh, bởi vì hắn giết một người, chỉ cần giết dị ma một lần, mà người bình thường giết một cái dị ma, khả năng cần 2 lần, thậm chí 4-5 lần. Nói xong, mấy người đồng thời đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi, dù cho Lạc Vô Thương cũng gia nhập Tiêu Phàm bọn họ trận doanh. Chủ yếu nhất là, Lạc Vô Thương giờ phút này cũng không dám một thân một mình lưu lại nơi này. Thần ma táng thổ hiện tại triệt để loạn, khắp nơi đều là dị ma, hơn nữa còn có thể là thánh đế cảnh cao cấp, lưu lại khả năng chết càng nhanh. Mặc dù Tiêu Phàm mấy cái này biến thái thường xuyên chọc giận ma tôn cấp bậc dị ma, nhưng hắn nghĩ đến chỉ cần rời xa Tiêu Phàm, hẳn là liền không việc gì, chí ít thì Trung Đế cùng Hỏa Chí Tôn là không dám đến tìm hắn để gây sự. Mấy người tốc độ rất nhanh, thánh đế cảnh cường giả, nếu như toàn lực đi đường, dù cho vượt qua thần ma táng thổ, cũng không cần đến mấy ngày thời gian. Tiêu Phàm bọn họ hoa một cái đến canh giờ, rốt cục chạy tới thông đạo vị trí. Xa xa nhìn tới, đó là một chỗ mênh mông vòng xoáy màu đen, vòng xoáy phía trên lờ mờ lấp lóe lấy phù văn, đó là một đạo phong ấn. Chỉ bất quá, nhìn phong ấn kia phẩm cấp cùng tàn phá trình độ, hẳn là chỉ có thể ngăn cản thánh tôn cảnh phía dưới tu sĩ, đối thánh tôn cảnh cũng không có quá nhiều tác dụng. Nếu như thánh tôn cảnh dị ma mang theo một đám thánh đế cảnh, là có thể thông qua phong ấn. Thông đạo phụ cận, vô số thân ảnh chính đang kịch liệt giao chiến, dị ma số lượng rất nhiều, nhưng đại đa số chỉ là không có trí khôn dị ma, ở số lượng không có đạt tới trình độ nhất định thời điểm, là rất khó cho cùng giai tu sĩ tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Đây cũng là thiên hoang tu sĩ số lượng rõ ràng không bằng, vẫn còn có thể một trận chiến nguyên nhân. Lão đại, chúng ta muốn giết đi lên sao? Thí thần hỏi. Không cần, bọn họ còn gánh vác được. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn tròng mắt lại là hướng về xa xa vòng xoáy màu đen, cũng chính là hai cái ma quật kết nối thông đạo. Dừng một chút, hắn lại nói, phong ấn này đã phá, hơn nữa phẩm giai quá thấp, ma toan, ngươi giúp ta gia cố phong ấn, ngăn cản dị ma truyền tống tới lại nói. Nếu như thông đạo một mực tồn tại, nhị tinh ma quật dị ma liền có thể liên tục không ngừng ủng hộ bên này, thiên hoang người sớm muộn phải bị giết xong. Đến mức nhường Thần Phong xuất lĩnh đệ lục thần vệ doanh xuất thủ, Tiêu Phàm tạm thời còn không có quyết định này, ở không biết rõ sở thiên hoang tình huống trước đó, hắn có thể không muốn bại lộ cỗ này lực lượng. Cho dù là Lạc Vô Thương, đều bị hắn uy hiếp qua. Tốt, Cửu U Ma Toan gật gật đầu, hắn cũng biết tiếp tục như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Muốn bình định thần ma táng thổ, đầu tiên là phải chặn đứng dị ma đầu nguồn. Lão đại, ngươi xem, đó là ám giả ma tôn. Thí thần đột nhiên chỉ xa xa một đạo giả xoa trạng thân ảnh nói. Trước đừng để ý tới hắn, ta theo ma toan trước đi qua, các ngươi nhìn xem xử lý. Tiêu Phàm hít hai mắt, ngay sau đó chậm rãi hướng về thông đạo vị trí ẩn núp đi qua. Giết ám giả ma tôn. Tiêu Phàm cũng muốn, nhưng đối phương nếu muốn trốn, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, hơn nữa, hắn cũng không có chân chính cùng trung phẩm thánh tôn thực lực đánh một trận. Trước đó nếu không phải đệ lục thần vệ doanh kiềm chế, Tiêu Phàm là không thể nào đẩy lui ám giả ma tôn. Làm biến mất ở thi thần bọn họ trong tầm mắt lúc, Tiêu Phàm thân thể bỗng một trận biến hóa, mà Cửu U Ma Toan lại là lấy ra một đầu dị ma, trực tiếp đoạt xá thân thể của nó. Sau đó hai người nhanh chóng chui vào thông đạo phụ cận, bắt đầu bận rộn. Vòng xoáy thông đạo rất lớn, phụ cận cơ hồ cũng là dị ma, tự nhiên có rất ít người chú ý tới hai người bọn họ. Tiểu tử, gia cố phong ấn này muốn một chút thời gian. Cửu U Ma Toan biến thành dị ma biểu tình gian nan, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn trận pháp tạo nghệ mặc dù không bằng Tiêu Phàm, nhưng vẫn là hết sức không sai, bằng không mà nói, hắn tàn niệm cũng sẽ không trở thành vân linh lão nhân. Lấy trận pháp này làm trận cơ vì hệ thống, thời gian uống cạn nửa chén trà hẳn là làm định. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nhìn thấy Cửu U Ma Toan còn chuẩn bị nói cái gì, hắn lại bổ sung một câu, hiện tại chúng ta không cần thiết đem thông đạo hoàn toàn phong ấn, chỉ cần có thể ngăn cản đối diện dị ma tới là được. Chỉ cần dị ma không thể liên tục không ngừng trợ giúp, thiên hoàng tất nhiên có thể tiếp tục cầm lại thần ma táng thổ quyền khống chế. Cửu U Ma Toan tán đồng gật đầu, sau đó ở Tiêu Phàm hướng dẫn dưới, hai người bắt đầu bận rộn. Hai người gia cố phong ấn quá trình bên trong, vẫn như cũ không ngừng có tu sĩ từ vòng xoáy thông đạo bên trong phi ra, nhưng hai người chỉ có thể làm như không thấy. trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhanh, nhanh, chỉ cần phong ấn vòng xoáy thông đạo, chính là dị ma tử kỳ. Nhưng mà, sau nửa ngày, chân trời bỗng một tiếng nổ vang, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt quét sạch bốn phương tám hướng, hư không càng là xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, dường như phải chiếm đoạt tất cả. Trong hắc động, đứng đấy hai đạo bóng người, một người trong đó Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, chính là Ám Giả Ma Tôn. Mà đổi thành một người, lại là một cái hắc y thanh niên, trong tay hắn cầm một chuôi trường kiếm màu đen, thân kiếm nhỏ xuống lấy máu tươi đen ngòm, làm người lạnh lẽo, hai mắt vô tình, giống như một chuôi sát lục chi kiếm. Khương Thiếu Hư, ngươi quả nhiên trưởng thành rất nhanh, đáng tiếc, lần này ngươi không cứu vớt được thần ma táng thổ. Ám Giả Ma Tôn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, biểu tình dữ tợn, hận không thể đem Khương Thiếu Hư ăn sống nuốt tươi. Hắc y thanh niên chính là thần ma thành thủ tướng, cũng là hầu hoàng lão đại Khương Thiếu Hư. Khương Thiếu Hư cầm kiếm mà đứng, mặt không biểu tình, nhưng trên người sát ý lại không giảm mảy may. Ta nhớ được, ngươi lần trước ở Lưu Ly Tịnh Thổ gây họa, bị lưu vong thần ma táng thổ một năm, hiện tại, nếu như thần ma táng thổ lại hủy trong tay ngươi, không biết thiên hoàng sẽ như thế nào đối với ngươi đây. Ám Giả Ma Tôn nghe răng cười một tiếng, tựa như cố ý khích giận Khương Thiếu Hư một dạng. Khương Thiếu Hư nghe vậy, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, thân thể cũng hơi chấn động một cái. Không thể không nói, Ám Giả Ma Tôn lời nói, chạm tới nội tâm hắn mềm mại, hai mắt càng ngày càng hung lệ lên. Như Ám Giả Ma Tôn nói, hắn thân làm hạ phẩm thánh tôn, chính là thiên hoang thần các thánh các người, có tư cách tiến vào các đại ma quật. Không chênh lệch nhiều nửa năm trước, Khương Thiếu Hư tiến vào tam tinh ma quật Lưu Ly Tịnh Thổ, bởi vì một sự kiện bị thiên hoang thần các trừng phạt, mệnh hắn đảm nhiệm thần ma táng thổ thần ma thành thành chủ. Người thành chủ này tên tuổi nghe rất không tệ, nhưng xác thực cùng lưu vong không khác. Khương Thiếu Hư chính là thánh các bên trong thiên tài, dù cho tam tinh ma quật, thậm chí tứ tinh ma quật hắn đều dám xông vào, lại làm sao có thể thời gian dài ở tại một chuyến ma quật đây. Nhất là thần ma táng thổ, cái này chỉ là cho địa các tu sĩ lịch luyện nhất tinh ma quật, nhường hắn đợi một năm thời gian, nhất định chính là lãng phí thời gian. Đối với hắn mà nói, đây không chỉ là một loại trừng phạt, vẫn là một loại sỉ nhục. Mắt thấy Khương Thiếu Hư sắp bộc phát, Ám Giả Ma Tôn trong lòng mừng rỡ, chỉ cần chờ Khương Thiếu Hư tâm loạn, đến lúc đó, hắn thì có cơ hội làm thịt hắn. Nghĩ vậy, Ám Giả Ma Tôn tiếp tục nói, nguyên bản ta năm tòa ma thành cùng thần ma thành bình an vô sự, ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai cố ý quấy rối sao? Ai? Khương Thiếu Hư rốt cục phun ra một chữ. Đây cũng là hắn nội tâm vô cùng khó chịu địa phương, mắt thấy hắn một năm nhiệm kỳ sắp trôi qua, đến lúc đó tùy thời đều có thể rời đi thần ma táng thổ. Nhưng ở thời điểm then chốt này, ra chuyện như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn, hắn sợ là không thể nào rời đi thần ma táng thổ. Ha ha, ngươi muốn biết rõ. Ám Giả Ma Tôn nhìn thấy Khương Thiếu Hư rốt cục mở miệng, càng thêm càn rỡ lên, nói cho ngươi cũng không sao. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, hư không lập tức ngưng tụ thành một bóng người. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ ở chỗ này, khẳng định có thể nhìn thấy, cái này thân ảnh khuôn mặt, trừ bỏ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Là hắn. Khương Thiếu Hư sầm mặt lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Tiêu Phàm vừa mới bước vào thần ma táng thổ, liền bị một đám người truy sát, cuối cùng càng là ở thần ma thành bên ngoài, giết lùi đám người kia. Lúc ấy hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là cực kỳ không thích, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chính là người này, đưa đến thần ma táng thổ dị ma bạo động. Ngay sau đó Khương Thiếu Hư lại thầm tự lắc đầu, có chút tức giận nhìn xem Ám Giả Ma Tôn nói, ngươi nghĩ mượn đao giết người. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, Khương Thiếu Hư từng kiếm một chém ra, kiếm quang thiểm thước, lỗ đen đều dường như bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Hắn nội tâm là không quá tin tưởng Ám Giả Ma Tôn lời nói, dù sao, Tiêu Phàm vừa mới lúc tiến vào, vẫn chỉ là một cái thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi. Hiện tại mới qua bao lâu, tối đa cũng liền thời gian mấy tháng, chẳng lẽ hắn còn có thể đột phá thánh tôn cảnh hay sao? Bằng không mà nói, hắn từ đâu tới thực lực diệt đi bốn tòa ma thành đây? Nếu như Khương Thiếu Hư biết rõ, Tiêu Phàm vừa mới trước đây không lâu, lại đem tòa thứ 5 ma thành Ám Giả Ma Thành tiêu diệt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ám Giả Ma Tôn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ngươi không tin. Vừa mới người này dẫn người tiến đánh Ám Giả Ma Thành, có thể bản tôn không phải là đối thủ của hắn, không thể không nói, các ngươi thiên hoang, vẫn có thiên tài, một cái nho nhỏ thánh đế cảnh, thì có hủy diệt ma thành thực lực. Trong giọng nói của hắn, không ngừng ẩn chứa khích bác ý vị. Tiêu Phàm là thiên tài, có thể ngươi Khương Thiếu Hư lại là phế vật. Người ta một cái thánh đế cảnh tu sĩ, liền có thể hủy diệt vài tòa ma thành, mà ngươi Khương Thiếu Hư, đường đường hạ phẩm thánh tôn, lại ngay cả ta cũng không là đối thủ, không phải phế vật thì là cái gì chứ? Chết! Khương Thiếu Hư tự nhiên không phục, trên người sát phạt chi khí càng hơn vừa rồi. Mặc dù ám giả ma tôn cũng biết, cũng không phải là Tiêu Phàm so Khương Thiếu Hư mạnh, chiến đến bây giờ, chết ở Khương Thiếu Hư dưới kiếm ma tôn, cũng có mấy cái. Bây giờ hắn nguyên lực cùng tâm thần tiêu hao rất lớn, lại có hắn cái này nhị tinh ma tôn ngăn cản, Khương Thiếu Hư đã có lòng không đủ lực. Ám giả ma tôn chỉ là muốn chọc giận Khương Thiếu Hư, tìm tới nhược điểm của hắn, sau đó thừa cơ diệt đi Khương Thiếu Hư. Ha ha, khó chịu đúng không? Muốn ta là ngươi, cũng khẳng định khó chịu, một cái thánh đế cảnh tiểu tử, hủy ngươi tốt đẹp tiền đồ, coi như ngươi thiên hoang tu sĩ ở thần ma táng thổ bất diệt, về sau ngươi cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn rời đi thần ma táng thổ. Ám giả ma tôn vẫn như cũ không quên châm ngòi cùng trào phúng. Khương Thiếu Hư giống như bị điên, mô phỏng như mất đi lý trí một dạng. Lão đài, hậu phương, một cái thanh niên khôi ngô thấy thế, sắc mặt đại biến, lớn tiếng gầm thét, muốn may mắn Khương Thiếu Hư. Nhưng mà, Khương Thiếu Hư nhưng căn bản không để ý tới không để ý, không muốn sống một dạng thẳng hướng ám giả ma tôn. Thiên hoang thiên tài, có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Nhìn thấy giống như chó điên một dạng Khương Thiếu Hư, ám giả ma tôn trong lòng cực kỳ đắc ý. Hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thỉnh thoảng tìm kiếm khoảng cách, cho Khương Thiếu Hư một kích chí mạng. Nhưng mà, để ám giả ma tôn kinh ngạc là, mới vừa rồi còn cực kỳ mệt mỏi Khương Thiếu Hư, lại dường như đánh tràn đầy máu gà đồng dạng, thật lâu chưa từng không còn chút sức lực nào, ngược lại càng chiến càng hăng. Phốc phốc, ám giả ma tôn lồng ngực chán phóng một đạo máu đen, hắn nửa người bị một kiếm chém xuống, hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi vừa nãy là trang, ám giả ma tôn nghe răng trợn mắt, lạnh lùng nhìn xem đối diện Khương Thiếu Hư. Thời khắc này Khương Thiếu Hư, nơi nào còn có nửa điểm điên cuồng bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Không có trả lời ám giả ma tôn, mà là tiếp tục nhào tới, hắn tốc độ xuất kiếm rất nhanh, giống như quỷ mị, kiếm quang tải hư không nở rộ, ám giả ma tôn trên người huyết dịch chảy ra, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hắn nghĩ thừa cơ tìm kiếm Khương Thiếu Hư sơ hở, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, cuối cùng bị đối phương tìm được sơ hở, đánh bất ngờ đả thương nặng hắn. Hắn rất muốn rút đi, có thể trước đó hắn rời đi, bị Khương Thiếu Hư giết mấy cái nhất tinh ma tôn, ngăn chặn vòng xoáy thông đạo, đã thời gian rất lâu không có chi viện. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không bao lâu, hắn đều phải lưu lại nơi này. Khương Thiếu Hư, ngươi nếu giết ta, thần ma táng thổ tất sẽ không còn tồn tại. Ám giả ma tôn gầm thét. Không còn tồn tại, vậy ta cũng không cần tiếp tục trấn thủ, cái này không phải là chuyện tốt sao? Khương Thiếu Hư lạnh lùng trả lời. Ám giả ma tôn con ngươi rung động, hắn vừa rồi chế nhạo Khương Thiếu Hư, lại là không nghĩ tới, Khương Thiếu Hư đã sớm đánh dạng này chủ ý. Với hắn mà nói, dị ma bạo động, dẫn đến thần ma thành mất đi, có lẽ sẽ trở thành hắn nhân sinh to lớn nét bút hỏng, có thể nếu là có thể sớm trở lại thiên hoang, Khương Thiếu Hư cũng cảm thấy đáng giá. Tiết kiệm nửa năm thời gian, đã có thể nhường hắn làm rất nhiều chuyện. Thần ma táng thổ hủy diệt, có rất nhiều người sẽ không bỏ qua ngươi. Ám giả ma tôn vẫn như cũ không cam lòng, còn ôm sau cùng may mắn. Hừ, ma quật hủy diệt, chúng ta cũng là công thần, ai dám nhảy ra đến nói chuyện linh tinh, lão tử làm thịt hắn. Khương Thiếu Hư cực kỳ ngang ngược nói. Cách đó không xa nhào về phía Khương Thiếu Hư nam tử khôi ngô thấp giọng nói, lão đại chính là Khương gia người, đừng nói một cái nhất tinh ma quật, cho dù là một tòa tam tinh ma quật hủy diệt, lại có ai dám động lão đại. Ám giả ma tôn tưởng tượng uy hiếp Tiêu Phàm một dạng uy hiếp Khương Thiếu Hư, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Khương Thiếu Hư vậy mà khó chơi. Bỗng nhiên, ám giả ma tôn tựa như minh bạch cái gì, nói, ngươi là thiên hoang Khương gia người. Hắn cùng với Khương Thiếu Hư tiếp xúc qua rất nhiều lần, cũng biết hắn một chút tin tức, hắn vẫn cho là Khương Thiếu Hư chỉ là họ Khương mà thôi, nghĩ đến cùng thiên hoang Khương gia không có quá nhiều quan hệ. Dù sao, thiên hoang Khương gia người, là rất ít xuất hiện ở thần ma táng thổ, có thể Khương Thiếu Hư đã từng một mực thần ma táng thổ pha trộn. Mặt khác, hắn quanh năm suốt tháng đợi ở ma quật, đối thiên hoang thế lực gia tộc cũng có hiểu biết. Khương gia, thế nhưng là Thiên Hoang tam đại thế tộc một trong A, nếu như Khương Thiếu Hư thực sự là Khương gia người, vậy hắn hủy diệt thần ma tán thổ, thật đúng là không ai dám động đến hắn. Khương Thiếu Hư không giống Tiêu Phàm không có chỗ dựa, không dám tùy ý động ai format. Ngươi bây giờ mới biết, Khương Thiếu Hư nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng tà khí, nói càng thêm điên cuồng. Ám giả ma tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Không cần nhìn, Liễu Lăng ma tôn phái tới người, trừ bỏ mấy cái kia nhất tinh ma tôn bên ngoài, mặt khác cũng là một chút rác rưởi, không có người nào có thể cứu ngươi. Khương Thiếu Hư cười lạnh nói. Hắn bản thân là hạ phẩm thánh tôn không nói, còn có hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội cũng đều là thánh tôn cảnh, Thiên Hoang thánh tôn cảnh, ở nơi này về mặt chiến lược một dạng so dị ma hiếu thắng. Đây cũng là Thiên Hoang một mực có thể lấy ít thắng nhiều nguyên nhân. Dị ma một phương, nói là hai cái nhị tinh ma quật tiến công, nhưng chân chính có thể thông qua vòng xoáy thông đạo tiến vào, cũng chỉ có nhất tinh ma tôn, cũng chính là hạ phẩm thánh tôn cảnh dị ma. Về phần nhị tinh ma tôn, bình thường là rất ít xuất hiện ở nhất tinh ma quật, bằng không mà nói, các đại ma quật sớm đã đại loạn, Thiên Hoang cùng dị ma tầm đó cũng tùy thời bộc phát đại chiến. Cho dù là tam tinh ma quật Liễu Lăng ma tôn, cũng không dám xúc phạm quy định này. Hắn muốn cho con của hắn Liễu Khuyết báo thù, cũng chỉ có thể mệnh lệnh một chút nhất tinh ma tôn dẫn đầu một chút ma đế giết vào thần ma tán thổ mà thôi. Nghe được lời nói của Khương Thiếu Hư, Ám giả ma tôn sợ hãi. Bên người hắn nhất tinh ma tôn đã còn thừa không có mấy, trước đó tiến về Ám giả ma tôn, hai cái thuộc hạ cũng chết ở Tiêu Phàm trong tay bọn họ, hiện tại hắn cơ hồ là một thân một mình. Không, thần ma tán thổ không thể ném. Ám giả ma tôn trong lòng gào thét, sau cùng kỳ vọng đặt ở vòng xoáy thông đạo. Chỉ cần vòng xoáy thông đạo bên trong không ngừng có nhất tinh ma tôn trợ giúp, cho dù là hao tổn, cũng có thể đem Khương Thiếu Hư bọn họ mài chết. Hắn cũng không muốn vứt bỏ thần ma tán thổ, thân làm thần ma tán thổ duy nhất nhị tinh ma tôn, hắn ở trong này có thể làm mưa làm gió. Nhưng một khi thần ma tán thổ mất đi, hắn không thể không tiến về nhị tinh ma quật, đến nơi đó, hắn địa vị chỉ có thể thẳng tắp hạ xuống, nơi nào có đợi ở thần ma tán thổ thoải mái đây. Hô! Đang lúc Ám giả ma tôn trong lòng trầm tư thời khắc, đột nhiên, vòng xoáy thông đạo vị trí, hắc khí quay cuồng, gào thét, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vòng xoáy trên lối đi phương phong ấn, vậy mà bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Ai, Ám giả ma tôn kinh sợ. Cái này rõ ràng là muốn phong ấn vòng xoáy thông đạo tư thế A, một khi vòng xoáy thông đạo phong ấn, không thấy nhị tinh ma quật trợ giúp, hắn Ám giả ma tôn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Ám giả ma tôn thật hoảng. Phốc phốc, thất thần thời khắc, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn, còn tốt hắn lẫn mất nhanh, bằng không, khả năng liền một mệnh ô hô. Giết, Khương Thiếu Hư thấy thế, cũng là lòng tin tăng nhiều, kích tình bành trướng. Hắn đã ước gì lập tức giết chết Ám giả ma tôn, chỉ cần Ám giả ma tôn cái chết, thần ma táng thổ liền đã mất đi dị ma uy hiếp, hắn tùy thời đều có thể rời đi thần ma táng thổ. Ám giả ma tôn biểu tình dữ tợn, hắn hận Khương Thiếu Hư, nhưng càng hận hơn chính là phong hắn đường lui người. Nếu để cho ta biết ai củng cố thông đạo phong ấn, không phải lột ra hắn. Ám giả ma tôn trong lòng giống giận. Mà lúc này, có không ít nhị tinh ma quật đến dị ma bị giết chết, mặt khác một chút dị ma biểu tình kinh hoàng, nhao nhao bắt đầu trốn hướng vòng xoáy thông đạo. Trải, Ám giả ma tôn trợn to hai mắt, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Vòng xoáy thông đạo phong ấn, một dạng chỉ nhằm vào nhị tinh ma quật cái hướng kia, thần ma táng thổ cái phương hướng này dị ma, bình thường là tùy thời đều có thể rời đi. Dù sao, phong ấn này là Thiên Hoang củng cố, chính là vì phòng ngừa cao cấp ma quật cao giai dị ma, đến sơ cấp ma quật đổ sát Thiên Hoang tu sĩ. Có cái thứ nhất, cũng liền có cái thứ hai, nhất là đến thần ma táng thổ tiếp viện dị ma, không cần suy nghĩ liền chạy. Cũng không lâu lắm, một chút bản thổ dị ma, cũng bắt đầu chạy trốn. Nhiều vị nhất tinh ma tôn tử vong, bây giờ Ám giả ma tôn cũng liền liên tiếp bại lui, bọn họ đã đối thần ma táng thổ không ôm bất cứ hy vọng nào, lúc này không trốn, chờ đến khi nào đây? Hỗn trướng, Ám giả ma tôn lửa giận công tâm, hận không thể đem những cái kia trốn chạy dị ma chém thành muôn mảnh. Phốc, lại một đạo vết máu nở rộ, Ám giả ma tôn kém chút bị Khương Thiếu Hư một kiếm đâm giết, sâu trong nội tâm hắn sau cùng một điểm kiên trì, cũng bị đánh nát bấy. Ta nhất định sẽ còn trở lại. Ám giả ma tôn ngửa mặt lên trời gào thét, nâng trọng thương thân thể, nhanh chóng trốn hướng vòng xoáy thông đạo, cũng không tiếp tục để ý Khương Thiếu Hư truy sát. Hắn cách vòng xoáy thông đạo không phải rất xa, nhưng là không gần, hoa mười mấy hơi thở, mới đi đến vòng xoáy thông đạo trước đó. Mà ở trong quá trình này, hắn lại bị Khương Thiếu Hư chảm mấy kiếm, máu tươi bắn tung tóe, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Khương Thiếu Hư, đừng để ta gặp gỡ ngươi, lần sau, ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất. Ám giả ma tôn nhe răng trợn mắt để đó ngoan thoại. Nhưng mà, cái cuối cùng thảm, chứ còn không nói ra, hắn liền cảm giác mình bị một con rắn độc tập trung vào, bản năng hướng một bên tránh đi. Chỉ là, hắn tốc độ vẫn như cú chậm nửa nhịp, chỉ thấy một đạo tử huyết sắc yêu dị trường kiếm xuyên qua mi tâm của hắn, máu tươi chảy ra. Ám giả ma tôn trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trường kiếm rút ra, hắn gian nan quay người, lại là thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc, chính vẻ mặt cười tà nhìn xem hắn. Là ngươi, ám giả ma tôn run rẩy nhìn xem người đối diện. Ta nói ngươi không chạy thoát được đâu, Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng. Vừa mới hắn ra cố tốt phong ấn, vốn định rời đi, lại không nghĩ rằng ám giả ma tôn lại muốn đào tẩu, Tiêu Phàm mô phỏng dị ma khí tức, một mực ẩn núp ở cách đó không xa. Nguyên bản Tiêu Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn, ám giả ma tôn cho dù thụ thương, đó cũng là trung phẩm thánh tôn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ám giả ma tôn lại còn sẽ dừng lại đối Khương Thiếu Hư nói dọa. Tiêu Phàm khóa chặt thời cơ, làm ám giả ma tôn tâm tư đều đang Khương Thiếu Hư trên người thời điểm, nhất kích tất sát. Ám sát, có đôi khi dù cho thực lực cách xa, cũng có thể làm đến, đây chính là đỉnh tiêm sát thủ chỗ cường đại. Giờ khắc này, Tiêu Phàm hiện ra một cái chân chính sát thủ vốn có năng lực. Nói xong, Tiêu Phàm trong tay Tu La Kiếm nhẹ nhàng huy động, ám giả ma tôn nhục thân toàn bộ bị xoắn nát, khí số cũng bị thể nội bạch sắc thạch đầu thôn phệ. Xòe bàn tay ra, một mai có được hai đạo tinh quang mệnh ma thạch rơi trong tay hắn. Dừng tay, cũng đúng lúc này, một đạo tục tăng tiếng quát mắng vang lên, theo sát một đạo cuồng bạo khí tức mãnh liệt mà đến. Tiêu Phàm lấy được ám giả ma tôn mệnh ma thạch, trong lòng có chút mừng rỡ, đây chính là nhị tinh ma tôn mệnh ma thạch. Nghĩ đến có thể không hối đoái được thiếu công huân điểm. Coi như cho thí thần dùng để luyện khí, vậy cũng là tài liệu không tệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này lại có người ra tay với hắn, mà người xuất thủ không phải dị ma, mà là thiên hoang tu sĩ. Thu hồi mệnh ma thạch, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt bị sát ý lạnh như băng thay thế, ánh mắt rơi vào một cái thanh niên khôi ngô trên người. Thanh niên khôi ngô sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm. Lạnh giọng nói, đem ám giả ma tôn mệnh ma thạch giao ra, bằng không. Bằng không cái gì, không đợi thanh niên khôi ngô nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, ngữ khí của hắn lạnh hơn. Con người đen nhánh kia bên trong, càng là bộc phát ra sát ý lạnh như băng, giống hệt một con rắn độc, dọa đến nam tử khôi ngô lời đến khóe miệng toàn bộ nén trở về. Bị gì ma uy hiếp, Tiêu Phàm đã 10 điểm khó chịu, hiện tại lại muốn bị một cái thiên hoang tu sĩ uy hiếp, Tiêu Phàm có thể thoải mái sao? Các hạ, ám giả ma tôn là ta lão đại trọng thương, ngươi cái này cách làm có vẻ như có chút không hợp đạo nghĩa a. Một cái khác váy đen nữ tử mở miệng. Giờ phút này, nhóm lớn dị ma trốn vào vòng xoáy thông đạo, bọn họ cũng không cần liều mạng chiến đấu. Chiếu như lời ngươi nói, ai trọng thương nên về ai. Một lần này, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Thí Thần cùng Tà Vũ bọn họ đi tới, Thí Thần lạnh như băng nhìn xem hắc y nữ tử nói. Thiên hoang người bá đạo, hắn cũng coi là kiến thức qua, còn chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy người. Chẳng lẽ không đúng sao? Váy đen nữ tử trầm giọng nói. Thực sự là buồn cười, Thí Thần khinh thường, ngay sau đó lại nói, bất quá ngươi quả thực là nếu như vậy nói cũng được, trước đó ám giả ma tôn ở ám giả ma thành, liền bị chúng ta đả thương nặng, chúng ta đều có thể làm chứng, vậy ngươi nói ám giả ma tôn mệnh ma thạch nên về ai? Váy đen nữ tử khịt mũi coi thường, nói chỉ các ngươi có thể trọng thương ám giả ma tôn. Ta xác thực làm không được. Lúc này, Tiêu Phàm cười cười. Váy đen nữ tử thần sắc càng ngày càng xem thường, nói tính ngươi còn tự biết mình, đã như vậy, vậy liền thành thật thật đem mệnh ma thạch giao ra, chúng ta thiên hư chiến đội, tha cho ngươi một lần này. Tha. Tiêu Phàm chẳng những không giận, ngược lại rất muốn cười, hắn chậm rãi nói, ta làm không được, nhưng không có nghĩa là huynh đệ của ta làm không được. Nói đến đây, Tiêu Phàm vỗ vỗ Tà Vũ bả vai, cái này khiến Tà Vũ sững sờ, không biết Tiêu Phàm có ý tứ gì, nhưng hắn trong lòng có loại dự cảm xấu. Tà Vũ, Khương Thiếu Hư híp hai mắt, nhận ra Tà Vũ, lúc ấy hắn còn chưa tiến vào thần ma tán thổ, ở Thiên Hoang Thần Các gặp qua Tà Vũ một mặt. Bởi vì Tà Vũ sư tôn là Tà Thần, cho nên Khương Thiếu Hư đối với hắn ấn tượng 10 điểm hiểu sâu. Tất nhiên các hạ nhận biết, đó là không thể tốt hơn nữa. Trước đó chính là Tà Vũ đả thương nặng ám giả ma tôn, chúng ta mới vừa từ ám giả ma thành phía kia truy sát tới, thẳng đến nơi này mới gặp phải. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc nói. Nhìn thấy váy đen nữ tử bọn họ có chút không tin, Tiêu Phàm lại nói các ngươi không tin, đều có thể tìm một số người làm chứng, ta nghĩ rất nhiều người đều biết, dù sao, Tà Vũ huynh hủy diệt ám giả ma thành, cũng tạo thành động tĩnh không nhỏ. Hủy diệt ám giả ma thành. Thiếu nữ váy đen bọn họ trên mặt khẽ biến, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, mấy người đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn nhau. Khương Thiếu Hư trên mặt coi như bình tĩnh, nhưng lời này từ Tiêu Phàm trong miệng hời hợt nói ra, hắn cũng là có chút khiếp sợ. Ám giả ma thành cũng bị diệt. Đây chẳng phải là nói, thần ma táng thổ 5 tòa ma thành, toàn bộ bị diệt. Ngược lại là Tà Vũ vẻ mặt mộng bức, lúc trước hắn nói muốn cõng nồi, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm thực sự sẽ đem nồi vứt cho hắn. Lúc này, Tiêu Phàm lại thản nhiên nói, đúng rồi, trước đó cái kia 4 tòa ma thành, cũng là Tà Vũ mang theo chúng ta đánh xuống. Nếu như nói vừa rồi chỉ là hơi chấn kinh, vậy bây giờ, thì là long trời lở đất. Mấy người mặc dù đã đoán được việc này, nhưng từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra, hoàn toàn không là một chuyện. 5 tòa ma thành, lại bị một đám tân nhân tiêu diệt, nếu như không phải chính tai nghe được, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Các ngươi nói, váy đen nữ tử không tin, còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Chúng ta đi, nhưng mà, không chờ nàng nói xong, Khương Thiếu Hư chính là khẽ quát một tiếng, nhìn thật sâu Tiêu Phàm cùng Tà Vũ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Thiếu nữ váy đen cực kỳ không cam lòng, nhưng là không dám vi phạm Khương Thiếu Hư mệnh lệnh, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nơi này đại bộ phận dị ma đã trốn vào vòng xoáy thông đạo, chỉ có một số nhỏ chuẩn bị trốn hướng thần ma táng thổ những phương hướng khác, nhưng cũng không ít thiên hoang tu sĩ truy sát, đã không cần đến Khương Thiếu Hư bọn họ xuất thủ. Mặt khác, vòng xoáy thông đạo phong ấn bị gia cố, nhị tinh ma quật dị ma muốn đi vào, cũng hết sức khó khăn, hơn nữa bọn họ vừa mới bị giết lui, trong thời gian ngắn là không thể nào tiến vào. Thẳng đến Khương Thiếu Hư bọn họ không thấy thân ảnh, Tà Vũ mới vẻ mặt khó chịu nói, Tiêu Phàm, ngươi lần này để cho ta trang bước là sảng khoái, có thể sau liền phiền toái. Đám người biết rõ, Khương Thiếu Hư bọn họ mặc dù đi, nhưng cửu án đã kết xuống, về sau không thể thiếu một chút phiền toái. Ngươi không phải muốn siêu việt ngươi sư tôn sao, chẳng lẽ điểm ấy áp lực đều không tiếp thụ được, Tiêu Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Nói đến vượt qua sư tôn, Tà Vũ lập tức biến sắc, 10 điểm nghiêm túc gật đầu, vậy còn có thể lại lớn một điểm. Khổ khổ Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn phát hiện, Tà Vũ có đôi khi cũng rất nhị, nhất là nói cùng hắn sư tôn Tà Thần có liên quan sự tình lúc. Tí tí, 5 đại ma thành, vì ta tiêu diệt, lần này, 4 vị thúc thúc không nói lời gì. Tà Vũ thấp giọng tự nói, trên mặt đều là vui vẻ thần sắc. Tiêu Phàm mấy người không khỏi trợn trắng mắt, phát hiện Tà Vũ cũng có khả ái một mặt. Lúc này, Tà Vũ lấy lại tinh thần, nói, đúng rồi. Lần này chúng ta cùng Khương Thiếu Hư Thiên Hư chiến đội kết xuống cửu án, về sau vẫn cẩn thận một điểm. Không phải liền là hạ phẩm thánh tôn sao, chờ ta đột phá thánh tôn cảnh, đánh như tử hắn. Thí Thần tùy tiện nói, hắn đã là thánh đế cảnh hậu kỳ, khoảng cách hạ phẩm thánh tôn, xác thực cũng không xa. Không nên coi thường Khương Thiếu Hư, Tà Vũ thần sắc khó được trịnh trọng, nói, người này thế nhưng là thánh tôn bảng top 100, thực lực không thể khinh thường. Liền một cái nhị tinh ma tôn đều giết không chết, thánh tôn bảng top 100 liền thực lực như vậy. Ngay cả hiên viên trảm tiên đều cực kỳ khinh thường, một bên Thí Thần âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đó là bởi vì hắn bị thương, Tà Vũ trịnh trọng nói. Đám người có chút ngoài ý muốn. Tà Vũ dừng một chút, giải thích nói, lần trước ta vừa tới thiên hoang, vừa lúc nghe nói Khương Thiếu Hư sự tình, hắn mặc dù là hạ phẩm thánh tôn, nhưng hắn thế nhưng là đem tam tinh ma quật lưu ly tịnh thổ huyên náo gà chó không yên, nghe nói còn kinh động đến không ít nguyên tôn cường giả. Thiên hoang thần các cùng Khương gia, để cho chấn thủ thần ma táng thổ, kỳ thật cũng coi là đối với hắn một loại bảo hộ, đúng rồi, hắn nhưng là số ít mấy cái lấy hạ phẩm thánh tôn cảnh vào bảng thiên tài. Đám người nghe ra được thần, ngay cả Tiêu Phàm đều đối Khương Thiếu Hư có chút lau mắt mà nhìn, híp nhìn qua Khương Thiếu Hư rời đi phương hướng, lắp bắp nói có chút ý tứ. Tiêu Phàm vẫn luôn đem Tà Vũ xem như cùng năm một đời bên trong cực mạnh đối thủ, có thể còn là lần đầu tiên từ trong miệng hắn như thế tôn sùng một người. Mà người này, lúc trước hắn vẫn còn khinh thường. Cái này cũng cho hắn biết, đến Thiên Hoang, không nên coi thường bất luận kẻ nào, tránh không được đến lúc đó để cho mình thiệt thòi lớn. Thanh lý mất những cái này dị ma, mau chóng trở lại Thần Ma Thành. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát nói. Vòng xoáy thông đạo bị phong ấn, trong thời gian ngắn khẳng định không có ma tôn truyền tống tới, hơn nữa thời khắc khác thường ma thoát đi Thần Ma Táng Thổ. Mà Thiên Hoang tốt xấu còn có hơn 20 vạn người dày đặc Thần Ma Táng Thổ các nơi, nghĩ đến không bao lâu, liền có thể triệt để thanh trừ Thần Ma Táng Thổ dị ma. Chí ít, lấy được Thần Ma Táng Thổ chủ điều khiển quyền là không có bất cứ vấn đề gì. Quả nhiên, hoa vẹn vẹn nửa tháng, Thần Ma Táng Thổ dị ma liền bị dọn dẹp một nửa, 20 vạn thái cổ thần giới tu sĩ, người còn sống sót, chí ít có một nửa có thể thu hoạch được tiến vào Thiên Hoang tư cách. Thần Ma Táng Thổ dị ma bạo động tràng tai nạn này, đối với bọn hắn mà nói, đồng thời cũng là một trận cơ duyên. Lại nửa tháng trôi qua thời gian, Tiêu Phàm một chuyến mới về đến Thần Ma Thành, mấy người đã đem Thần Ma Táng Thổ quét sạch một phen, chưa kịp thu lấy mệnh ma thạch, một khối đều không có buông tha. Thần Ma Thành cũng cơ hồ bị phế a, nhìn xem tường đổ, rách nát vô cùng Thần Ma Thành, Tiêu Phàm cũng là cảm khái không thôi. Cũng may thành lập một tòa thành trì, đối với thánh đế cảnh tu sĩ mà nói, căn bản không phải cái gì việc khó. Đoán chừng không cần đến mấy ngày thời gian, một tòa càng thêm hoàn thiện Thần Ma Thành, liền sẽ tọa lạc tại nơi đây. Đi thu hoạch chứng minh thân phận, tiến về Thiên Hoang thần các. Tiêu Phàm hăng hái hoa nói. Thần Ma Táng Thổ, hắn đã tới 2 lần, bất quá hắn về sau không muốn lại đến. Lão đại, chính là hắn. Tiêu Phàm bọn họ vừa mới bước vào Thần Ma Thành trên không, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, đồng thời mấy đạo ánh mắt bén nhọn tập trung vào bọn họ. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Hầu Hoàng vẻ mặt tức giận hướng về chính mình, hắn quét Hầu Hoàng một cái, chỉ là nhàn nhạt khẽ cười một tiếng. Hỗn trướng, hắn dám chế giễu ta. Hầu Hoàng cực kỳ tức giận, liền muốn ra tay ứng phó Tiêu Phàm, bất quá lại bị Khương Thiếu Hư ngăn lại, hắn cực kỳ không cam lòng nói, lão đại, người này quá kiêu ngạo. Một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tiểu tử, cũng dám ở bản thân đường thánh tôn cảnh trước mặt diếu võ dương oai. Nhưng mà, khi hắn nghe được tiếp xuống câu nói kia lúc, bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hầu tử, chính là hắn đã giết ám giả ma tôn. Một bên nam tử khôi ngô thấp giọng nói. Làm sao có thể, Hầu Hoàng kém chút kinh hô mà ra, bất quá trên người của hắn sát ý lại là biến mất không ít. Có thực lực giết chết ám giả ma tôn người, chưa chắc là hắn có thể địch. Hơn nữa, Tiêu Phàm bọn họ đã đi xa, coi như hắn nghĩ động thủ, cũng chưa chắc tới kịp, từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm bọn họ đều không có mắt nhìn thẳng hắn. Có lẽ, 5 tòa ma thành, cũng vì hắn mất. Tính táo Khương Thiếu Hư lại bổ sung một câu, người này, không đơn giản. Hầu Hoàng mấy người con ngươi hơi hơi co rụt lại, bọn họ rất rõ ràng, Khương Thiếu Hư thân làm thiên chi kiêu tử, có rất ít người sẽ vào hắn pháp nhãn, bọn họ còn chưa từng nghe đến Khương Thiếu Hư như thế đánh giá một người. Trong miệng không đơn giản, đã coi như là cực lớn biểu dương một người. Đáng tiếc, Tiêu Phàm là không biết, hắn mang theo Thí Thần cũng Tà Vũ bọn họ quen việc dễ làm tốt chứng minh thân phận, chuẩn bị tiến về Thiên Hoang. Bất quá, Thần Ma Thành truyền tống trận vẫn như cũ còn đang xây, cần mấy canh giờ. Truyền tống điện bên ngoài, đứng đầy tu sĩ, một trận chiến này, rất nhiều người thu được tiến vào Thiên Hoang tư cách, đương nhiên, người đã chết cũng khẳng định không ít. Lão đại, giống như có mấy người bạn cũ, Thí Thần cười nhìn lấy trong đám người mấy bóng người, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Đế Thái Ất, Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát mấy người nhìn chằm chằm theo dõi hắn, hận không thể xông lên đem hắn tháo thành 8 khối. Tà Vũ, ngươi tọa kỵ ở bên kia, Tiêu Phàm vô tình hay cố ý nói ra. Lời này vừa nói ra, Thiên Sát lập tức dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng quay đầu đi, xem như cái gì cũng không thấy. Tà Vũ cũng không động thủ, nơi này không cho phép động thủ, dù cho hắn sư tôn là tà thần, hắn cũng phải tuân thủ một ít quy tắc. Tốt nhất đừng dò xét ta ranh giới cuối cùng, bằng không tìm một chỗ xử lý các ngươi. Tiêu Phàm trong lòng rét run. Hắn không dám trắng trợn giết chết Đế Thái Ất bọn họ, nhưng nếu là bọn họ chết ở cái nào ma quật, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Sau nửa ngày, truyền tống trận chữa trị hoàn thành, đám người có thứ tự tiến vào truyền tống điện, truyền tống ra Thần Ma Táng Thổ. Bất quá dùng để truyền tống bọn họ truyền tống trận cũng không phải là rất lớn, mỗi lần chỉ có thể truyền tống mấy người, dù sao, loại kia đại hình truyền tống trận tiêu hao quá lớn, bình thường đều là chiến tranh lúc bộc phát sử dụng. Hơn nữa, cái kia đại hình truyền tống trận cũng hư hao nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sửa chữa không tốt. Chờ một canh giờ, rốt cục đến phiên Tiêu Phàm bọn họ, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có loại bất an mãnh liệt, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Thiên Y. Hắn nhớ ký Tử Thiên Y cho bọn hắn tính một quẻ, nói bọn họ không quá thuận lợi, có thể sẽ sinh ra thương vong. Nhưng này cũng gần một tháng, cái rắm sự tình đều không phát sinh. Nhưng bây giờ bước vào truyền tống điện, hắn đã có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Nguy hiểm sắp giáng lâm. Lão đại, làm sao? Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, lập tức thúc giục một lần. Truyền tống trận này quá nhỏ, Thần Phong, ngươi mang theo Thí Thần, Tà Vũ, Tử Thiên Y, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Lạc Vô Thương đi trước, ta và Ma Toan ngồi đợt tiếp theo. Tiêu Phàm cười cười, xem như cái gì đều không phát sinh. Cũng tốt, Thí Thần bọn họ gật gật đầu, cái này cỡ nhỏ truyền tống trận chỉ có thể truyền tống 5-6 người, bọn họ nhiều người như vậy, làm sao cũng phải hai nhóm. Ngay sau đó, Thí Thần cùng Tà Vũ bọn họ bước lên truyền tống trận, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm truyền tống trận, lại không phát hiện cái gì dị dạng. Tiểu tử, có phải hay không có phiền toái gì? Cửu U Ma Toan đi theo Tiêu Phàm cũng có một đoạn thời gian, hiểu bao nhiêu Tiêu Phàm làm người. Vừa rồi Tiêu Phàm vẻ ngưng trọng chợt lóe lên, hơn nữa nấp rất kỹ, nhưng hắn vừa vặn thấy. Hy vọng không có, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lại là cái này lão đầu. Cửu U Ma Toan đột nhiên kinh nghi một tiếng, lại là nhìn thấy trước đó bị bọn họ trêu đùa qua lão giả lưng còng cùng bọn hắn cùng một thời gian truyền tống. Các ngươi muốn làm gì, ta Hồ gia có thể không sợ các ngươi. Lão giả lưng còng lộ ra một ngụm răng vàng khè, phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Tổ kế tiếp, tốc độ nhanh một chút, không đợi Tiêu Phàm bọn họ nói cái gì, chủ trì truyền tống trận tu sĩ khẽ quát một tiếng, hơi không kiên nhẫn. Đi thôi, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, liền đi theo Cửu U Ma Toan, lão giả lưng còng Hồ gia, còn có mặt khác hai cái tu sĩ bước vào truyền tống trận. Một đạo quang mang hiện lên, truyền tống trận khởi động, không gian miễn áp chi lực trong nháy mắt tác dụng trên người bọn hắn, mấy người trong nháy mắt biến mất ở truyền tống ngọc đài. Mà lúc này, cách đó không xa chủ trì truyền tống trận một cái tu sĩ, khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong, tiểu tử, dám đắc tội ta Băng Tầm, nhìn ngươi chết như thế nào. Băng Tầm ngày đó bị Tiêu Phàm ra sức đánh một trận, sớm đã ghi hận trong lòng, ở bị địa các dấu hiệu thời điểm, liền gặp được Tiêu Phàm cũng tiến nhập thần ma táng thổ. Hắn trong bóng tối phát thệ, nhất định phải Tiêu Phàm đẹp mắt. Chỉ là đang tiến vào thần ma táng thổ về sau, đại chiến cực kỳ hỗn loạn, hắn nghĩ muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức, cũng vô pháp ra tay. Bất quá mấy ngày trước đây, Băng Tầm đã tìm được một cái thật tốt biện pháp, kia liền là chủ trì truyền tống trận. Bởi vậy, hắn hoa cái giá không nhỏ mới trở thành trong đó một thành viên, chính là vì chờ Tiêu Phàm tự chui đầu vào lưới. Vừa mới chữa trị truyền tống trận, xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, ai cũng tra không được trên đầu ta, huống hồ, ta danh tự cũng là giả. Băng Tầm âm thầm trầm ngâm. Làm Tiêu Phàm bọn họ biến mất ở thông đạo phía trên lúc, dưới chân hắn đột nhiên dùng sức, một cước trọng trọng đạp ở truyền tống trận bên trên. Vừa mới chữa trị truyền tống trận, có thể không có cái gì trận pháp ngăn cách, một cước này, trực tiếp đem truyền tống ngọc đài đá ra từng đạo khe hở, ngay sau đó, trên truyền tống trận quang mang bỗng biến mất. Cùng lúc đó, từng đạo giống như mạng nhện khe hở tràn ngập mà ra. Không tốt, to lớn dị động khiến cho bốn phía tu sĩ kêu sợ hãi không thôi, sau đó nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Phịch một tiếng nổ vang, truyền tống ngọc đài trực tiếp nổ tung, vô số toái thạch bay tứ tung, đập truyền tống cung điện run lên một cái. Kết thúc, mấy người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người sợ hãi lấy mở miệng. Bất quá, phần lớn người âm thầm may mắn chính bọn hắn không có bước vào truyền tống trận, bằng không mà nói, xui xẻo chính là bọn họ. Truyền tống trận bỗng gián đoạn, không chỉ có riêng là truyền tống không đến mục đích đơn giản như vậy, mà là khả năng xói mòn ở mê loạn không gian, đánh mất phương hướng, thậm chí chết tại chỗ cũng không nhất định. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, lại là hai đạo bóng người trống rỗng xuất hiện, khí thế cường đại trực tiếp đem bốn phía tu sĩ đẩy lui mấy bước. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Khương Thiếu Hư cùng Hầu Hoàng hai người. Đại nhân, truyền tống trận đột nhiên bạo liệt, một cái khác chủ trì truyền tống trận tu sĩ mở miệng nói. Mà Băng Tầm một mực cúi đầu, tựa như sợ bị người nhận ra đồng dạng, mặc dù hắn đã biến bộ dáng. Truyền tống trận bạo liệt, Khương Thiếu Hư nhíu mày. Truyền tống trận đang yên đang lành, vì sao sẽ đột nhiên bạo liệt? Truyền tống trận vừa mới chữa trị, có thể là sử dụng quá mức tấp nập, phụ tải quá nặng nguyên nhân. Tu sĩ kia nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Vừa mới truyền tống có mấy người, đều có người nào? Khương Thiếu Hư lại hỏi. Đây chính là bản thân nội bộ tử vong sự kiện, hắn ít nhiều đều có chút trách nhiệm, đây không phải hắn muốn thấy. Hơn nữa, loại này truyền tống trận ngoài ý muốn nổi lên sự tình, thế nhưng là cực ít phát sinh. Tổng cộng có 5 người, thuộc hạ nhớ kỹ bọn hắn dung mạo. Tu sĩ kia thở sâu, ngay sau đó dùng nguyên lực tải hư không ngưng tụ ra Tiêu Phàm thân ảnh của bọn hắn. Làm Khương Thiếu Hư nhìn thấy Tiêu Phàm dung mạo thời khắc, hai mắt ngưng tụ. Lão đại, là hắn. Hầu Hoàng thì là ánh mắt hơi sáng, khó nén sự hoan hỉ trong lòng. Hắn nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết, nếu không phải Khương Thiếu Hư ngăn cản, hắn đã sớm động thủ. Khương Thiếu Hư gật gật đầu, ngay sau đó lại hướng về mặt khác hai cái nhìn qua tương đối trẻ tuổi tu sĩ, trầm giọng nói kia thật giống như là Long Hồng Tuyết cùng La Sở Phong hai cái kia tiểu tử. Hầu Hoàng quá mức quan tâm Tiêu Phàm, lại là không có nhìn những người khác, khi hắn nhìn thấy hai cái kia tu sĩ trẻ tuổi lúc, sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Dừng một chút, hắn cho Hầu Hoàng truyền âm nói, lão đại, nếu như Long gia cùng La gia biết rõ việc này, sợ là rất phiền phức. Khương Thiếu Hư híp híp hai mắt, sau đó dọc theo truyền tống trận kiểm tra chung quanh một phen, ánh mắt từ băng tầm trên người mấy người đảo qua, tựa như phải nhớ kỹ mỗi người bọn họ khuôn mặt cùng khí tức một dạng. Trầm mặc chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, tiếp tục chữa trị trận pháp, việc này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chết mấy người, Khương Thiếu Hư nhưng thật ra là không thế nào quan tâm, dù cho đối phương là Long gia cùng La gia người. Chỉ là hắn sắp rời đi Thần Ma Táng Thổ, cũng không cho phép lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu có người dám cố ý quấy rối, Khương Thiếu Hư tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Là, chủ trì trận pháp tu sĩ cùng nhau gật đầu. Băng tầm đưa mắt nhìn Khương Thiếu Hư cùng Hầu Hoàng rời đi, cũng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn cũng sợ việc này bại lộ, một khi bị Khương Thiếu Hư biết rõ, hắn khẳng định cũng chịu không nổi. Chờ truyền tống trận chữa trị khỏi, ta cũng mau rời khỏi. Băng tầm trong lòng quyết định, lại thầm nghĩ tiểu tử, kiếp sau làm người, nhớ kỹ con mắt sáng lên điểm, không phải là ai đều là ngươi có thể đắc tội. Chỉ là không nghĩ tới Long Hồng Tuyết cùng La Sở Phong hai người cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ, đây chính là các ngươi mệnh. Nhìn xem phá toái truyền tống trận, Băng tầm cười lạnh không thôi, một lần này, Tiêu Phàm tất nhiên chết chắc. Thời gian trở lại mười mấy hơi thở phía trước, Tiêu Phàm mấy người bị đưa vào truyền tống thông đạo bên trong, nhìn thấy không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm đều có chút không tin. Chẳng lẽ là Tử Thiên Y tính sai? Hẳn là sẽ không. Tử Thiên Y thế nhưng là thiên khí chi nhân, tên kia tính đồ vật, tuyệt đối là tốt mất linh, hỏng linh. Nguy hiểm, tuyệt đối là tồn tại. Hơn nữa, trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ, vẫn như cũ còn không có biến mất. Thậm chí hắn có chút hối hận, sớm biết liền không nên bước vào truyền tống trận, khả năng có người vụng trộm muốn hại hắn. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang ở mấy người bên tai vang lên, chỉ thấy cái kia truyền tống thông đạo đột nhiên run rẩy dữ dội lên, phát ra từng đợt băng tinh phá toái thanh âm. Không tốt, thông đạo muốn nổ lên, lão già lưng còng hồ ra hét lớn. Thông đạo nổ tung, Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan con ngươi co rụt lại, hiện tại bọn hắn thế nhưng là chỗ sâu truyền tống thông đạo bên trong, một khi thông đạo phá toái, bọn họ coi như rơi xuống hư vô liệt phùng chúng. Nếu như vận khí tốt một điểm, khả năng khoảng cách mục đích không tính xa, ở trong hư vô du đáng mấy mươi mấy trăm năm, có lẽ có thể an toàn đến. Nhưng nếu là vận khí không tốt, đây chính là muốn chết người. Ầm ầm, run rẩy tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, trên lối đi phương đã xuất hiện mấy cái lỗ thủng, lăng lệ như đao đồng dạng hư vô loạn lưu kích xạ mà tới, trên người mấy người máu tươi bắn tung tóe. Tiểu tử, ta liền biết cùng các ngươi cùng một chỗ không chuyện tốt. Hồ gia giận mắng không thôi, bất quá cũng không có bối rối cùng hoảng hốt. Đồng dạng, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, mặt khác hai cái nhìn qua cùng hắn không kém nhiều tu sĩ trẻ tuổi, vậy mà cũng không có hoảng hốt, chỉ là thần sắc hết sức ngưng trọng. Mà cái này hai người tu vi, cũng đồng dạng đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ, nghĩ đến cũng coi như là thiên tài. Đánh rắm, muốn lão tử nói, đi theo ngươi mới xúi quẩy, lão già, ta xem ngươi lại muốn bẩy vào bẩy ra. Cửu U Ma Toan nổi giận mắng. Hồ gia dọa đến không khỏi rụt cổ một cái kia bẩy vào bẩy ra cảm thụ, có thể không thể nào dễ chịu. Tốt rồi, nhìn thấy Cửu U Ma Toan còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm nhẹ giọng quát lớn một tiếng, dương mắt lạnh lẽo trước thông đạo phương, nói truyền tống thông đạo sắp vỡ nát, chúng ta là không thể nào tới mục đích. Không phải là nói nhảm sao? Hồ gia không phục nói. Tiêu Phàm không để ý đến, mà là tự lo không xong nói ra, hiện tại, còn có duy nhất tự cứu cơ hội, hy vọng các ngươi phối hợp. Tự cứu? Cửu U Ma Toan cùng Hồ gia vội vàng ngậm miệng không nói, ngay cả hai cái kia trẻ tuổi tu sĩ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ thân ở truyền tống thông đạo bên trong, hiện tại truyền tống thông đạo ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ làm sao tự cứu? Đừng nói ở trong đường hầm, liền là ở thông đạo bên ngoài, cũng là thúc thủ vô sách à. Ta sẽ tận lực ổn định thông đạo, nhưng là cần bàng bạc nguyên lực. Tiêu Phàm một bên nói, một bên đánh ra từng đạo thần văn. Trận pháp sư, Hồ gia mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cực kỳ ngoài ý. Tiêu Phàm không để ý đến, theo hắn đánh ra thần văn lưu chuyển, thông đạo bốn phía lỗ thủng lập tức bị thần văn khóa lại, tất cả hư vô lợi nhận đều bị ngăn cản ở ngoài. Đồng thời, nguyên bản tùy thời đều có thể phá toái truyền tống thông đạo, vậy mà thật ổn định lại. Nhanh, đang lúc đám người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm thanh âm lo lắng vang lên. Mấy người nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên, củng cố cái lối đi này, cần bàng bạc nguyên lực. Ta nguyên lực cho ngươi. Lúc này, Hồ gia cũng không oán hận Tiêu Phàm, hiện tại duy nhất cơ hội sống sót, chính là tin tưởng Tiêu Phàm. Cửu U Ma Toan tự nhiên là không chút do dự, tiểu tử này mặc dù có chút trang thành phần ở bên trong, nhưng ổn định dạng này truyền tống thông đạo, tuyệt đối không thoải mái. Ta giúp huynh đài một chút sức lực, trong đó một cái người khoác trường bào màu đỏ thanh niên gia nhập hàng ngũ, cuồn cuộn nguyên lực từ trên người hắn nở rộ mà ra, giống như mênh mông như sóng biển tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Còn có ta, một cái khác bạch sắc chiến giáp nam tử cũng cổ động mãnh liệt nguyên lực. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, cái này áo bào đỏ thanh niên cùng bạch sắc chiến giáp nam tử vậy mà đều có được nguyên tuyển, hơn nữa khả năng không chỉ một. Xem ra, hai người này địa vị cũng không nhỏ. Tiêu Phàm trong lòng đối hai người có cái nhận thức. Hai người này hắn không biết, hẳn không phải là thái cổ thần giới người, kể từ đó, kia liền là thiên hoang tu sĩ. Đồng thời, hắn cũng bài xuất người khác hãm hại hắn khả năng. Dù sao, đối phương hãm hại hắn có lẽ khả năng, nhưng hãm hại hai cái này thanh niên, lại là phải bỏ ra một chút đền bù. Tiểu tử, ta không kiên trì nổi. Mười hơi về sau, Cửu U Ma Toan gào thét thanh âm vang lên, hắn lực lượng thật giống như bị ép khô. Ta cũng vậy, Hồ gia kêu to, sắc mặt trắng bạch hết sức, già nua thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Duy trì truyền tống thông đạo, tiêu hao thực sự quá lớn. Tiêu Phàm nhìn thấy hai cái kia thanh niên sắc mặt giống như giấy trắng, hiển nhiên bọn họ nguyên lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng hai người vẫn như cũ còn đang kiên trì, cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Đều nghe tốt rồi, chờ chút ta muốn mọi người nhảy thời điểm, lập tức rời đi thông đạo. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, con người lại là nhìn chằm chằm thông đạo bên ngoài. Tốt, đám người trăm miệng một lời, đối Tiêu Phàm không có chút nào hoài nghi. Đại khái năm hơi về sau, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm, nhảy. Nói xong, Tiêu Phàm trong nháy mắt triệt hồi thần văn, ôm Cửu U Ma Toan đầu hướng về thông đạo bên ngoài phóng đi. CMN, Cửu U Ma Toan giận mắng không thôi, hắn bị Tiêu Phàm ôm đầu, liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Gần như đồng thời, Hồ gia cùng hai cái kia thanh niên nam tử cũng không chút do dự hướng về thông đạo một đầu khác cắm xuống. Trước đó bọn họ đối Tiêu Phàm lời nói kỳ thật cũng có hoài nghi, nhưng vừa rồi dư quang hướng về thông đạo bên ngoài, lại là thấy được một khỏa lóe sáng tinh thần, giống như lưu ly đồng dạng, trong suốt. Bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm không có hố bọn hắn, cái kia trong suốt đồ vật, hẳn là một cái tiểu thế giới. Một khi tiến vào hư vô liệt phùng bên trong, bọn họ sẽ bị lạc bản thân, nhưng tiến vào bên trong tiểu thế giới, lại là có khả năng trở lại thái cổ thần giới. Dù sao, ngàn vạn tiểu thế giới đều cùng thái cổ thần giới có một cỗ từ nơi sâu xa liên hệ. Chỉ cần đi vào tiểu thế giới, bọn họ liền có thể thông qua thái cổ thần giới phản hồi thiên hoang. Nghĩ vậy, mấy người cũng không khỏi cảm kích nhìn Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm duy trì thông đạo, bọn họ tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang ở mấy người bên tai vang lên, làm mấy người lao ra trong nháy mắt, truyền tống thông đạo trực tiếp nổ tung. Đúng rồi, chúng ta trước đó 4 người duy trì thông đạo bao lâu thời gian? Lúc này, cái kia trường bào màu đỏ thanh niên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Giống như 10 hơi, bạch ngân chiến giáp nam tử nghĩ, trầm giọng nói. Chúng ta 4 người tổng cộng giữ vững được 10 hơi thời gian, tất cả nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, mà hắn một thân một mình, cuối cùng lại giữ vững được 4 hơi thời gian, nói cách khác, hắn tổng cộng giữ vững được 14 hơi. Trường bào màu đỏ nam tử thở sâu, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vậy hắn nguyên lực, ngân sắc chiến giáp nam tử cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ trong đầu đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, kia liền là Tiêu Phàm rất mạnh, chỉ có hắn đủ mạnh, nguyên lực mới có thể như thế hùng hậu. Người này kêu cái gì? Trường bào màu đỏ thanh niên thở sâu, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ xông ra thông đạo phương hướng, lại là phát hiện một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Mặc dù bọn họ đồng thời chạy ra khỏi truyền tống thông đạo, nhưng cũng không phải là một cái phương hướng, trong trước mắt, liền có thể khác 10 vạn 8 ngàn dặm, ai biết Tiêu Phàm đi nơi nào. Tiêu Phàm cũng là lo lắng Cửu U Ma Toan cùng hắn tách ra, cho nên gắt gao ôm cổ của hắn. Về phần Hồ gia cùng hai cái kia thanh niên, hắn cũng không để bụng sống chết của bọn hắn, mấu chốt là bản thân có thể sống sót, sau đó thuận tiện cứu bọn họ một cái mạng mà nói, đó cũng coi là làm một chuyện tốt. Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan hạ xuống tốc độ rất nhanh, giống như một viên sao băng xẹt qua thương khung, chỉ chốc lát sau, một khỏa trong suốt thấu lượng tinh thần lần nữa tiến nhập trong tầm mắt của bọn hắn. Hơn nữa, quang mang kia càng ngày càng thịnh, giống như một khỏa mặt trời sáng chói một dạng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm 2 người tiến nhập tinh thần tầng khí quyển, cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, hóa thành một khỏa hỏa cầu, cực tốc đập xuống phía dưới tinh thần thế giới. Tốc độ kia nhanh chóng, thanh thế to lớn, không thể tưởng tượng. Oanh long! Chỉ chốc lát sau, hỏa cầu trọng trọng rơi đập ở tinh thần trên thế giới, cả phiến thiên địa đều run rẩy dữ dội lên. Một chỗ sơn mạch vị trí, tốt mấy ngọn núi sụp đổ, hóa thành bột mịn, trung ương càng là xuất hiện một cái sâu không thể gặp hố to, bên trong bụi bặm cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Động tính khổng lồ, dường như kinh động đến giới này sinh linh, một cỗ cường đại khí tức hướng về nơi đây tới gần, tất cả đều chú mục ngắm nhìn trong hố lớn van xin. Khù khù, khô khốc một hồi khục vang lên, ngay sau đó, trong hố lớn 2 đạo bóng người chậm rãi đi ra, một người một thú tò mò đánh giá bốn phía. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, vậy mà đều không kém gì hắn, có càng là để hắn cảm nhận được sinh mạng uy hiếp. Thiên Hoang người, lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy một cái hắc y nam tử, lạnh lùng nhưng lại tò mò đánh giá Tiêu Phàm bọn họ. Thiên Hoang. Tiêu Phàm biểu tình kinh ngạc, đối phương lại có thể liếc mắt liền nhận ra mình là Thiên Hoang người, cái kia nghĩ đến nơi này cũng không phải là thông thường tiểu thế giới. Chủ yếu nhất là, trên người đối phương cũng không có địch ý gì, cái này khiến Tiêu Phàm như chút được gánh nặng, gật đầu nói chính là, xin hỏi tiền bối, nơi này là chỗ nào? Hắc y nam tử trầm mặc mấy tức, vẫn là nói, đây là tam tinh ma quật Lưu Ly Tịnh Thổ, không phải là các ngươi có thể ngây ngô địa phương. Thần ma táng thổ bên ngoài cổ địa, thí thần bọn họ chờ đợi chốc lát, lại như cũ không có gặp Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan xuất hiện, mấy người không khỏi nhíu mày. Lão đại đây, thí thần trong lòng có loại bất an mãnh liệt, nhìn chằm chặp nơi xa, tựa như một giây sau liền có thể nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện. Tà Vũ, Lạc Vô Thương cùng Hiên Viên Trảm Tiên cũng cau mày lên, bọn họ trước đó đợi đã lâu, biết rõ xếp hàng truyền tống, căn bản không dùng đến như vậy thời gian bao nhiêu. Không thể nào, lúc này, một bên Tử Thiên Y đột nhiên biểu tình vẻ kinh ngạc, tựa như nhớ ra cái gì đó. Tử Thiên Y, ngươi biết cái gì? Thí thần nghi hoặc nhìn Tử Thiên Y. Tử Thiên Y trầm ngâm mấy tức, lúc này mới hít sâu một cái nói, trước đó Tiêu huynh để cho ta tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, chúng ta sẽ có tử thương, không, hắn khẳng định không có chuyện gì. Ta tin tưởng Tiêu huynh cũng không có việc gì, ngươi tính quẻ, là bao quát chúng ta à? Hiên Viên Trảm Tiên hỏi. Nhìn thấy Tử Thiên Y gật đầu, Hiên Viên Trảm Tiên lại nói, ta đã nói rồi, chúng ta đều vô sự, Tiêu huynh có thể lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, các ngươi cảm thấy hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Đám người hờ hững gật đầu, nói là như vậy không giả, có thể hiện tại bọn hắn sống sót, mà Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan lại thật lâu không thể xuất hiện, cái này lại giải thích như thế nào đây? Các vị, nếu không chúng ta lúc trước hướng Thiên Hoang a, tộc trưởng sẽ không có chuyện gì. Một mực trầm mặc không nói Thần Phong đột nhiên chen lời nói. Lão đại hiện tại không xuất hiện, ngươi để cho ta đi như thế nào? Thí thần khẽ quát một tiếng, 10 điểm khó chịu Thần Phong cái kia lạnh nhạt khẩu khí. Ta tin tưởng tộc trưởng sẽ bình yên vô sự. Thần Phong nhàn nhạt hồi đáp, trước đó hắn để cho ta mang theo các ngươi tiến về Thiên Hoang, cái này đã giải thích, hắn đã sớm dự kiến đến nguy hiểm. Đám người nghe vậy, cẩn thận trầm tư chốc lát, phát hiện thật đúng là như thế. Tiêu Phàm để bọn hắn đi trước, nhất định là có việc làm, hoặc là sớm liền phát hiện nguy hiểm, bằng không mà nói, Tiêu Phàm không tất muốn nói lời như vậy. Nếu như là đột phát sự kiện, Tiêu Phàm có lẽ thật vẫn khả năng nguy hiểm, nhưng tất nhiên hắn đã sớm dự liệu được, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Thí thần trầm mặc chốc lát, mới gật đầu nói chúng ta đi trước Thiên Hoang. Tiêu Phàm cùng hắn tầm đó thế nhưng là có một loại thần diệu liên hệ, nếu như Tiêu Phàm thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thí thần là trước tiên có thể cảm ứng được. Nhưng là bây giờ, Thí thần cũng không có cái loại cảm giác này, liền giải thích Tiêu Phàm bình yên vô sự. Nghĩ vậy, Thí thần quyết định lúc trước hướng Thiên Hoang, đem căn cơ ổn định lại nói. Mà cái này sự tình, một mảnh xa là thổ địa bên trên. Lưu Ly Tịnh Thổ. Tiêu Phàm sững sờ, cùng Cửu U Ma Toan nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh ngạc. Tam tinh ma quật Lưu Ly Tịnh Thổ, bọn họ tự nhiên là nghe nói qua, nhất là Tiêu Phàm, trước đó bị hắn làm si ngốc cái kia Liễu Khuyết, cha không phải là Lưu Ly Tịnh Thổ Liễu Lăng Ma Tôn sao? Truyền văn, Liễu Lăng Ma Tôn thế nhưng là thượng phẩm thánh tôn a, dù cho ở Tam tinh ma quật Lưu Ly Tịnh Thổ, cũng coi là cực kỳ xuất chúng nhân vật. Đây là đem ta cố ý hướng trên lửa nướng sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn chỉ là một cái thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu để cho Liễu Lăng Ma Tôn biết rõ hại con của hắn ngu ngốc người liền ở Lưu Ly Tịnh Thổ, đối phương không giết hắn mới là lạ chứ. Tiêu Phàm biết rõ thiên đố chi nhân xui xẻo uy lực, nhưng lần này, lại là để Tiêu Phàm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiền bối, xin hỏi làm sao rời đi Lưu Ly Tịnh Thổ? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, 10 điểm khách khí hỏi. Tam tinh ma quật, vậy ít nhất cũng phải là thánh đế cảnh đỉnh phong mới có tư cách tiến vào a, dù sao, chỉ có Thiên Hoang thần các thiên các người, mới có thể giải tỏa Tam tinh ma quật. Mà đại đa số tiến vào Tam tinh ma quật người, cũng là thánh tôn cảnh. Hắn một cái thánh đế cảnh hậu kỳ đợi ở chỗ này, ở trong mắt người khác, không khác chịu chết không hai. Nơi đây khoảng cách Lưu Ly Thành không xa, các người hướng phía đông phi hành 30 vạn dặm, liền có thể đạt tới. Hắc y nam tử đạm mạc nói, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Nếu như nơi này không phải chỉ có một mình hắn, đoán chừng hắn đã sớm động thủ. Thánh đế cảnh tiểu tử, giết cũng liền giết, con muỗi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt a. Nhưng trước đó động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn không ít người lực chú ý, chung quanh chí ít cũng có tầm 10 ánh mắt, hắc y nam tử tự nhiên là không dám tùy tiện động thủ. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy giết Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan, hắn hành vi coi như cùng dị ma một dạng, đó là sẽ gặp phải tu sĩ khác phỉ nhổ, cùng Thiên Hoang thần các xóa đi. Việc này, một người vụng trộm làm một chút là có thể, nhưng tuyệt đối không thể trắng trợn, chí ít không thể thả ở trên mặt bàn. Bằng không mà nói, lấy hậu nhân người chặn giết Thiên Hoang cấp thấp tu sĩ, cái kia còn làm sao đối kháng dị ma. Đoán chừng đã sớm lục đục a. Đa tạ tiền bối, cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay, xoay người đạp vào Cửu U Ma Toan phía sau lưng, quay người liền hướng hắc y nam tử phương hướng chỉ bay đi, một khắc cũng không nguyện ý dừng lại. Hắc y nam tử hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng nhìn nhiều thật lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngay sau đó quay người hướng một phương hướng khác bay đi, hắn cuối cùng vẫn bỏ qua ứng phó Tiêu Phàm bọn hắn tính toán. Bất qua hắc y nam tử từ bỏ, cũng không đại biểu những người khác cũng hoàn toàn từ bỏ, trong bóng tối liền có một bóng người lặng yên không tiếng động đi theo Tiêu Phàm bọn hắn cước bộ. Ở Tam tinh ma quật, yếu nhất dị ma cùng Thiên Hoang tu sĩ cơ bản cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong, rất khó gặp gỡ mặt khác càng tu vi thấp. Mà bây giờ lại gặp một cái thánh đế cảnh hậu kỳ, nếu như giết hắn, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay lấy được hắn thứ ở trên thân, vạn nhất hắn lai lịch không nhỏ, có thể làm cho bản thân đột phá cảnh giới cao hơn đây. Lại nói Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan rời đi, Tiêu Phàm càng là để Cửu U Ma Toan toàn lực đi đường, cái này khiến Cửu U Ma Toan một trận xem thường. Ngươi nha, tiểu tử ngươi cũng như vậy tham sống sợ chết. Xuống dưới, Tiêu Phàm đột nhiên khẽ quát một tiếng, để Cửu U Ma Toan một đầu chồng vào rừng rậm, một người một thú vội vàng ẩn tàng khí tức. Tiểu tử, tất yếu như vậy hay sao? Chẳng lẽ những người kia còn dám đuổi giết chúng ta hay sao? Cửu U Ma Toan nói nhỏ. Những người kia thực lực mặc dù không yếu, nhưng hắn dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, hơn nữa cùng Tiêu Phàm phối hợp, liên hạ phẩm thánh tôn cảnh ma tôn đều giết qua, còn có gì đáng sợ chứ? Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm híp hai mắt, ngẩng đầu hướng về không trung. Cửu U Ma Toan còn muốn nói điều gì, còn không chờ hắn mở miệng, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ đằng xa truyền đến, chớp mắt liền xuất hiện ở bọn hắn không trung. Người tới một bộ áo bào trắng, đeo mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, thỉnh thoảng ngược lại là cái này tứ phương, tựa như đang tìm cái gì. Thực sự có người giết chúng ta, chấm than ngoạc kép. Cửu U Ma Toan trợn tròn mắt, vừa mới bọn họ gặp đều là nhân tộc thánh tôn cảnh a, đối phương vậy mà muốn giết bọn họ. Nghĩ vậy, Cửu U Ma Toan con người phát lạnh, quả nhiên, cho dù là thiên hoang người, cũng chưa chắc có thể tin. May mắn Tiêu Phàm cảnh giác, bằng không mà nói, bọn họ coi như bị đối phương đánh chặn đường. Không chỉ có người giết chúng ta, hơn nữa có vẻ như còn gặp gỡ người quen. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh xuống, đáy mắt chỗ sâu hiện lên sát ý lạnh như băng, lạnh lùng hướng về trời cao đạo thân ảnh kia, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Người quen. Cửu U Ma Toan sững sờ, vẻ mặt không tin nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ tiến vào thiên hoang vốn cũng không có bao lâu, dù cho ở thiên hoang thần các đều rất khó nhìn đến người quen, lại càng không cần phải nói chim không thèm ị ma quật. Hơn nữa, dạng này tam tinh ma quật, thiên hoang tu sĩ nhiều không kể xiết, muốn gặp gỡ người quen, không khác người si nói mộng. Nhưng Tiêu Phàm cái kia bộ dáng nghiêm túc lại không giống làm bộ, hắn ánh mắt không khỏi hướng về cao mở đạo thân ảnh kia nhìn tới. Đáng tiếc, nơi này rừng rậm bộc phát, căn bản không nhìn thấy trên không thân ảnh kia khuôn mặt, mà hắn lại không dám phóng thích lực lượng linh hồn, sợ bại lộ vị trí của mình. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm lời nói, lại là để Cửu U Ma Toan nhìn không được phát lạnh. Ma Toan, nếu không chúng ta ra ngoài gặp mặt lão bằng hữu. Tiêu Phàm cười cười. Lão bằng hữu. Cửu U Ma Toan vẻ mặt không tin, hắn mặc dù thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người đối phương băng lãnh khí tức. Cái này cũng không giống như là lão bằng hữu nên có khí tức a. Đối phương hẳn là muốn giết bọn họ mới đúng. Hắn nghĩ ngăn cản, có thể Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, lời còn chưa dứt, hắn liền đã đạp không mà lên, hơn nữa Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay, đưa tay chính là một kiếm. Một đạo kiếm hồng xẹt qua thương khung, hư không đều dường như bị một kiếm này cắt thành hai nửa, đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm kiếm pháp càng ngày càng thành thục ác liệt. Cửu U Ma Toan cũng không chút do dự đi theo, hắn lại là nhìn thấy, đạo thân ảnh kia vậy mà sớm cảm nhận được khí tức tử vong, vội vàng hướng một bên lui ra phía sau mấy bước. Lâm Nho, khi thấy đạo thân ảnh kia thời khắc, Cửu U Ma Toan cũng không nhịn được kêu lên. Lâm Nho, không sai, người trước mắt chính là Lâm Nho. Ban đầu ở thần đạo cổ cương võ đạo tiệc trà bên trên, Tiêu Phàm triệt để đắc tội nhân vật, hắn chính là hạ phẩm thánh tôn tu vi, thực lực không kém. Chỉ là, để Cửu U Ma Toan càng bất ngờ chính là, bọn họ đoạn thời gian trước đến thiên hoang, còn gặp được gia hỏa này a, làm sao hôm nay lại xuất hiện ở Lưu Ly Tịnh Thổ đây? Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Lâm Nho thế nhưng là hạ phẩm thánh tôn, có quyền tiến vào tam tinh ma quật, xuất hiện ở đây cũng không phải là cái gì quái gì sự tình. Tiêu Phàm muốn một kiếm đánh giết, đáng tiếc không có đánh trúng, không khỏi có chút tiếc hận. Cái này Lâm Nho cũng không phải bình thường cảnh giác, vậy mà thời khắc hướng về bốn phía, đề phòng hết sức. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Lâm Nho tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm, quay người nhìn thấy xuất thủ người đánh lén hắn, trên mặt không kiềm hãm được chậm rãi hiện ra nụ cười. Tiêu Phàm nhiều lần nhường hắn mất hết thể diện, Lâm Nho đã sớm ghi hận trong lòng, hắn nhưng là hận không thể lập tức diệt Tiêu Phàm. Bởi vậy, trước đó nghe được nổ mạnh, hắn cũng cố ý chạy tới nhìn thoáng qua, vừa bắt đầu hắn còn cho rằng mình nhìn lầm rồi người, cho nên chỉ muốn cùng xuống xem một chút rốt cuộc. Nếu như là Tiêu Phàm bọn họ, vậy liền trực tiếp lặng yên không tiếng động giết, xem như báo thù rửa hận. Nếu như không phải Tiêu Phàm bọn họ, cái kia thần không biết quỷ không hay diệt đi, đến lúc đó lấy được Tiêu Phàm bọn họ trên người càn khôn giới, đó cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà thật là Tiêu Phàm bọn họ. Là ta, làm sao, ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Lâm Nho, trên mặt lộ ra ý cân nhắc. Không phải Lâm Nho xem thường Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm tu vi thực sự quá thấp. Lần trước nếu như không phải Tà Vũ xuất thủ, Lâm Nho bọn họ đều kiêng kỵ Tà Vũ thân phận, đoán chừng bọn họ đã sớm đối Tiêu Phàm động thủ, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Ha ha, ông trời thật không phụ ta, lại đem các ngươi đưa đến dưới kiếm của ta, mặc ta xâm lược. Lâm Nho ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười này, hắn là không kiềm hãm được. Hắn nghĩ giết Tiêu Phàm rất lâu, hiện tại lão thiên gia đem Tiêu Phàm đưa đến chân mình phía dưới, cái này khiến hắn làm sao mất hứng đây. Ma Toan, lần trước chúng ta giết cái kia hạ phẩm thánh tôn, có vẻ như cũng là như vậy cuồng a. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, trên mặt cũng không có chút nào sợ ý tứ. Nhưng lời này nghe được Lâm Nho trong tai, vận vì hoàn toàn khác nhau, hắn nụ cười trên mặt đều đột nhiên ngừng lại. Giết hạ phẩm thánh tôn. Tiêu Phàm cùng tọa kỵ của hắn hai cái, giết qua hạ phẩm thánh tôn. Chấn kinh, hoảng hốt, một đám phức tạp cảm xúc toàn bộ đều ngưng tụ ở Lâm Nho trên mặt, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Trọn vẹn mấy tức về sau, Lâm Nho mới hồi phục tinh thần lại, tất cả cảm xúc đều biến thành khinh thường, ngay sau đó càn rỡ cười to, khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm nói, liền bằng các ngươi, cũng có thể cùng thánh tôn cảnh một trận chiến. Có bản lĩnh, giết ta thử xem. Không nghĩ tới còn có người có dạng này đặc biệt yêu cầu. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy nếu là không bằng ngươi mong muốn, ngươi còn phải trách ta. Nói đến đây, Tiêu Phàm cho Cửu U Ma Toan một ánh mắt. Cửu U Ma Toan bĩu môi, người nhà, nói có vẻ như rất nghiêu bức dáng vẻ, hiện tại động thủ, không còn phải dựa vào ta. Có bản lĩnh, một mình ngươi làm thịt Lâm Nho à. Vậy liền để sủng vật của ta nhường ngươi chơi đùa à. Tiêu Phàm bổ sung lần nữa một câu. Cửu U Ma Toan lập tức nhe răng trợn mắt, hắn hiển nhiên là phẫn nộ rồi. Sủng vật em gái ngươi. Nái nái, lão tử đường đường Cửu U Ma Toan, liền Cửu U Ma chủ đều không thể thu phục lão tử làm hắn sủng vật, bằng ngươi cũng xứng. Bất quá hắn là tuyệt đối không dám nổi giận, cái mạng nhỏ của hắn còn khống chế ở trong tay Tiêu Phàm đây, nếu là chọc giận Tiêu Phàm, đều không có quả ngon để ăn. Ở Tiêu Phàm ép buộc phía dưới, Cửu U Ma Toan đành phải động thủ, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo chớp lóe nhào về phía Lâm Nho. Nghiệt xúc, tự tìm cái chết. Lâm Nho biết rõ Tiêu Phàm lá gan rất lớn, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm sủng vật vậy mà cũng dám động thủ, chẳng lẽ mình thật không chịu được như thế sao? Lâm Nho giận tím mặt, sát khí nặng nề, trong tay xương phiến, lập tức trở nên đỏ tươi hết sức, không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Đồng thời, trên người hắn hiện lên vô số huyết sát chi khí, đó là giết vô số nhân tài ngưng tụ mà thành. Không kém a, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng. Hắn phát hiện, cái này Lâm Nho, so với lần trước nhìn thấy thời điểm, mạnh hơn, chí ít, khí tức của hắn vững hơn. Lần thứ nhất nhìn thấy, Lâm Nho hẳn là vừa mới đột phá thánh tôn cảnh, lần trước nhìn thấy, hắn khí tức trên thân vẫn như cũ có chút phù phiếm, nhưng lúc này đây, khí tức của hắn vậy mà 10 điểm trầm ổn. Phốc phốc, hư không từng đạo lợi kiếm tiếng rít vang lên, chỉ thấy Cửu U Ma Toan ra chóc thịt bong, thân thể bị vô số kiếm lợi nhận quét chúng, máu tươi bắn tung tóe. Đối diện Lâm Nho, trên người áo bào trắng đã nhuộm đỏ, dường như máu tươi thẩm thấu, trên người hắn tán phát sát ý, càng là khủng bố ngập trời. Thì huyết thư sinh, Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới, Lâm Nho mặc dù là ăn mặc kiểu thư sinh, nhưng hắn vẫn có một cái xương hào, thì huyết thư sinh. Người này, tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy, cũng là một cái nhân vật hung ác. Liền chút năng lực ấy, cũng dám đánh lén ta. Lâm Nho khinh thường, vừa rồi các ngươi nên cùng lão vương bát một dạng nằm sấp, co đầu rút cổ lấy, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp, đáng tiếc, hiện tại ai cũng không thể cứu được các ngươi. Ngu xuẩn, Cửu U Ma Toan nhìn thấy Lâm Nho cái kia dương đắc ý bộ dáng, trực tiếp giận mắng một tiếng. Sau một khắc, khí tức trên thân của hắn biến, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Đồng thời, hắn trong mắt cũng phát sinh biến hóa, trắng đen xen kẽ, một vòng lại một vòng, cực kỳ thần bí khủng bố. Tiểu tử, ta làm tàn hắn, ngươi tới giết hắn. Để lại một câu nói, Cửu U Ma Toan liền không muốn sống một dạng liền xông ra ngoài. Hết tập 246.